mang tiếng ca lời thư cho người đàn khắp quê hương. Ai nhớ thương đời em xin về đây ghé hương Nam, nghe hát ca mà vui đêm nay. Ai nhớ ai rồi như mê say về yêu tiếng hát của người. Xin chúc cho mùa xuân tiền tài lộc phát nơi nơi. Xin chúc cho đầu năm gia đình hạnh phúc vui tươi. Xin chúc cho thành công bay cao, buôn bán đông người mua lá sao. Và xin chúc năm mới an khang. Xuân về cho nhánh mai hoa đào rực rỡ muôn phương. Ê, cái gì vậy ba nội? Cáo mà học mày tao chưa có mặt tự nhiên mày giặt như vậy. Trời ơi, ai dùng cho cái thao đồ dơ thúi gần chết, biểu không giặt. Bị đê gì hại dễ sợ hại luôn đó. Trời ơi, mấy con quỷ nào ác ghê vậy đó. Ba chị, làm gì vậy? Chị mới đi chợ về nè, mua rau muống. Dạo này rau muống rẻ lắm chứ vậy. Trời, tiết kiệm cho em. La, hello chị. Trời, gì? Trời, má làm gì má? Cả lông trò hoài vậy má. Trời đất ơi. Chị vô đây xức kem với em nè, khán giả mới tặng em bộ kem. Trời ơi, sức trắng dữ lắm. Em ơi, em mà cũng có khán giả tặng nữa. Ủa chứ sao, tôi đẹp mà. Thôi, hai đứa. Nghe là chị nè, không có sân si. Không sân si, chị em yêu thương nhau không? Trời ơi, con Tuyết này, con bé nó xấu phải cho nó xài kem cho nó đẹp lên chứ em. Trời, trong đoàn này em đẹp nhất mà. Trời ơi, khán giả tặng em, trời ơi, sức trắng dữ lắm nè, sức đi. Chị lại em mất ảo tưởng. Nghĩ sao bà nói vậy, tao đẹp nhất còn gì nữa. Con cầu mong ông địa ông thần tài phù hộ cho đoàn lô tô của con ha, làm ăn phát tài. Chị em bên đây ai cũng đẹp. Trời ơi, đâu chơi rồi? Rồi. Trời ơi, tao nói BD gì mà kẻ với lông chân không vậy bà nội? Cứ kem đi má. Ổ quá à. Trời đất ơi, BD con nào mà không có lông. Lông này nó không nhiều thì lông kia nó nhiều. Thiệt á, mà không tức bằng cái việc á mà con gái mà có râu nè. Râu cộng nào cộng nấy như cái móng chân cầu Cần Thơ á. Trời ơi, nói nghe nè cưng. Phụng. Gì nữa? Khỏi nhổ râu. Lấy cái nhíp nó nhổ cái sụn mũi ra luôn đi cưng. Bà có bị điên không? Trời đất ơi. Đi theo đoàn biết bao lâu nay làm được cái mũi à, giờ kêu tháo ra. Trời ơi trời. Tôi nghe nè, mày làm gì sáng sớm mày mắc cúp như cái mặt như xác chết vậy bà nội. Mắc cúp sáng sớm mày nào? Này là tấu hề hôm qua rồi để luôn tối nay diễn nữa nè. Luôn trời bà cả có nhiều đâu. Bắt mắc cúp hoài. Chịu không chịu thì chịu. Ui da. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi linh lắm. Trời ơi. Cắt móng chân thì tập trung cắt móng chân đi, chị bấm điện thoại hoài chị cắt vô cái móng của em rồi nè. Trời, xin lỗi, có sao không vậy? Không có sao hết trơn á, máu nè. Ủa cái ghê. Mấy bữa nay đi bán vé hả, chạy quá trời chạy. Cắt nó túa vô cái móng chân nó thua quắc luôn. Bây giờ chị cắt vô cái móng chân. Thôi, đừng có diễn tả nó gớm mà bỏ cái móng này ra, tao cắt không cắt cho. Đi. Ừ. Ui da. Nè, tao chưa cắt luôn á. Gì phải nào? Có không? Gì vậy vậy? Ê, sao tụi em nhức đầu á mấy chị ơi. Trời ơi, nhức đầu làm quá. Trời, sáng giờ ăn sáng chưa? Ăn chưa. Chị Phượng, em nghe nói ai dạo này muối với mắm nó rẻ lắm không chị? Trời đất ơi. Rồi sao cho bà? Hèn chi dạo này đồ ăn nó mặn lè, mặn chát à. Ăn không có được. Mặn thì mày đừng có ăn, đỡ tốn. Trời ơi, chị nói vậy mà nói được á. Mệt quá ghê. Thôi, bà nội. Gì vậy? Chọc bà hoài, ghẹo bà hoài má. Nghe nè, Yumi đâu rồi? Yumi á, không có biết Yumi đâu. Không biết đâu luôn hả? Không biết hả? Ừ, không biết hả? Yumi! Chị, mày làm gì vậy? Anh mới tới chơi. Làm chơi gì ghê vậy? Anh thăm em, anh qua thăm em. Ừ, thăm đi. Oh, my God.
Nghĩ ra đi. Tâm lý. Nghe này. Sao đâu anh Lập? Chơi cái gì trong này? Mày chơi cái gì? Hả? Chơi cái gì đi? Cào. Ủa? Anh cạo gió cho em mà. Thêm giảng tuồng. Dạ. Trời ơi. Quỷ này nè. Nói bậy mà. Bà tuổi mà. Thấy thử thử tưởng khí heo không má ơi. Thôi kệ đi. Thử có phim hay coi rồi. Mệt hả? Là sao trời, tôi bệnh mà. Đứng lại. Chuyện này mày chết với tao. Má ơi, má kệ nó đi má. Đồ ai mà biết đâu trời ơi. Má ơi đi ra ngoài đuổi bò đi. Chịu trước, gì đâu có bò hết trời. Ê, trời, nó nghe. Bà mến, bà làm gì mà chạy dữ vậy? Bà đâu vậy? Nó nghe nè. Giang hồ cứu nguy. Bây giờ cái con cu xin cậu bé rút chì á, nó đang ngược chị, nó giờ gắng giúp chị. Chút nữa chị giải thích sao. Cản nó nha mấy đứa, cản nó. Đưa chị vô, đưa chị vô trong đi. Nghe mày. Tự nhiên giờ cu xin cậu bé rút chì là cái gì? Anh mà biết tao tự nhiên đặt cái tên gì mà cái gì. Trời, cái gì vậy, trời ơi. Từ từ nói chuyện. Nó đâu? Nó nào? Con BD nó đâu rồi? BD tụi em nè. Nè. Em BD nè. Con BD sao? Tao không có giỡn nha. Tụi em BD đi chứ ai nữa trời. Quay tụi bay ra còn ai BD nữa. Một làng đôi. Anh ơi, anh chưa bao giờ thấy BD nó tràn khắp một miền quê. Vui quá, chị vui. Quay tụi bay ra còn ai nữa nè? Ai nói tao bị đi? Không ai đồn hết trơn á, thì cái nhân dáng của anh á nó toát ra bên ngoài rồi, cái tụi em tự nhận định vậy thôi à. Mà không có con trai nào mà cắt tóc bông bê chân mày đậm nhân gái. Tao không có giỡn nha. Ủa gì? Ủa? Anh không có bê đê hả? Tao không có bê đê nha. Chứ anh đây là gì? Tao nói cho tụi mày biết, tao là giang hồ. Trời ơi, nghe là giỡn hoài à. Giang hồ gì nè, tôi về đây tôi làm lô tô hay giang hồ bao nhiêu người tôi biết hết. Đêm nào cũng lại đây chơi lô tô đây. Đúng rồi, giang của em nè, giang của em nữa nè. Ai mà tôi không biết là... tên bây giờ tên gì nè, nói nghe coi tôi có nghe lần nào chưa. Ừ, thì tao là giang hồ bóng. Trời ơi, anh một nè, kiểu đàng hoàng giang hồ một chứ không phải anh một. Vậy là anh là giang hồ một, còn hai giang hồ hai. Đúng. Giang hồ 3. Thì ra là giang hồ 1, 2, 3. Quần chúng. Tao không cần biết quần chúng hay quần gì, nhưng mà tụi tao là giang hồ. Con nãy tao kiếm đâu? Nhưng mà cái nhân dạng nó ra sao phải nói tao mới biết là kiếm chứ. Con bị đê mà trái cổ bự á. Trời ơi. Nè nhìn kỹ nè. Cái trái cổ này nè, bự hơn cái trái cổ của anh luôn đó. Trời ơi, kiếm gì vậy? Bự cho bà nó thấy không? Đó, ngước lên mới thấy. Đó, trời ơi. Cái mặt quạo kìa bây. Cọc nha, trời ơi. Trời ơi. Tao là giang hồ thiệt. Tụi bay sợ được chưa? Sợ quá. Nè, nó nghe nè. Sợ quá. Làm hết hồn, làm giật mình nè. Trời ơi. Bà đó bay ha, bu lợi. Làm đây hú hồn hú vía mấy nữa. Dạ. Thể hiện đi em. Cho nó biết như thế nào là lễ độ. Trời ơi. Như đơn vật gì đó. Lên cưng. Cái gì mà còn như vậy thì đầu anh cỡ nào. Đó. Mày. Đó. Đặc biệt ở đây là cái mỏ hồ nó đó. Chưa hết đâu ha. Thiệt chiêu cuối nè. Tôi không ngờ tụi bay chỉ chơi như vậy luôn á. Trời bóng quỷ. Trời ơi bóng quỷ. Trời ơi bóng quỷ. Vô coi. Đi. Má ơi má. Mà làm gì mà dí bà chạy dữ vậy? Dí cái gì? Cái con quỷ đó kìa, tự nhiên hả? Cái chỗ người ta đang bán buôn vậy đó, cái tự nhiên cái nhào vô giành chỗ người ta à. Biết cái miệng chị rồi, vô giành thì tôi phải chửi chứ đúng không? Đúng rồi. Hiểu, nói chung là hiểu vấn đề. Có nghĩa là nó giành cái bến đổ của bà đúng không? Đúng rồi. Mà ra bà chửi nó rồi nó trả cái bến lại cho bà. Không, nó kêu giang hồ đánh xanh xương luôn. Thì đó. Sợ bà.
đánh xanh xương tôi thấy có xanh gì đâu. Xanh là xanh trong xương á má, nó đánh bầm trong người rồi nè, nó đánh lủng bốn cái be sườn rồi nè. Trời, nó đánh vô lục phủ ngũ tạng mà luôn hả? Thì đó, cả đám tụi nó kéo vô vậy đó. Ê, con bóng quỷ kia, tao với mày không có gì để nói với chỗ mày, mày bán chỗ tao bán mắc mớ gì mày kêu tao lên đây để nói chuyện. Không có, bây giờ nè em nói chị á, bình tĩnh đi. Bây giờ á, ở dưới chợ đông người lắm rồi, mình làm lên đó xấu mặt chị em mình, em mới kêu chị lên đây để nói chuyện cho đàng hoàng, phải quấy chứ có gì đâu mà chị chửi. Xấu là xấu mặt mày á, chứ là tao không có xấu. Ở đây mày đi hỏi hết người coi hai cái mặt tao với mày có ai xấu, ai xấu. Ở đây chắc xấu, chắc xấu. Thôi bây giờ ai xấu ai đẹp cũng không quan trọng nữa trơn á, nhưng mà bây giờ em nói chị nè, từ xưa giờ chị ở đâu mà giờ tự nhiên chị lợi chị giành bán với em. Tao với mày là đối thủ, không có gì để nói với mày kêu tao lên làm chi. Trời ơi, đối thủ là đối thủ cái kiểu gì? Từ xưa tới giờ chị bán ở khúc chợ trên, tôi bán khúc chợ dưới, hai đứa không có liên quan gì tới nhau chứ. Tự nhiên bữa nay á chị lên chợ tôi, rồi chị neo ghe sát cái ghe tôi, rồi tôi bán mặt hàng nào chị bán mặt hàng đó, khách vô chợ của tôi thì bắt đầu hả chị thấy chị liếc người ta vô ghe của tôi, người ta mua đồ của tôi, cái chị hoạnh hẹ người ta, rồi sao tôi bán buôn gì được. Thì bây giờ ở khúc chợ trên hết khách rồi, giờ tôi đẩy xuống đây tao bán, bây giờ tao thích bán ở đây á, rồi sao? Chị không có ăn ngang nói ngược vậy được. Trời ơi, chị hung dữ hùng hổ ở đâu tôi không cần biết, nhưng mà ở đây là chỗ của tôi không có nhịn chị đâu à. Nhưng mà tao xin tuyên bố luôn là tao bán ở đây. Mày làm cái gì tao hả? Tao nói cho mày nghe nha, mày là con bóng lộn đồ dẻ, con bóng trai không ra trai, gái không ra gái, mày tưởng mày giống con gái hả? Nè, ê, cái con BD xấu nhất mà tưởng mình đẹp nhì. Nãy giờ á, tao nghĩ cái nghĩa chị em bạn gì nên nhịn mày vài câu, rồi cái bắt đầu mày leo lên đầu lên cổ hả? Nói nghe nè, giữ đúng chỗ, hiền đúng nơi. Chứ mày ở đây mà mày hùng hổ thì coi như là mày sổ lộn đài rồi. Được rồi, nếu mà ngày hôm nay á mày không còn yêu tháng rộng ngày dài nữa thì tao sẽ buông đôi câu tâm thư để tối nay mày đem về mà mày tự sự. Nhìn bộ dạng của mày cũng anh thư lịch sự quá mà, ai biết ẩn bên trong mày là cái thứ xạo sự hại người. Ai không biết á thì cho mày điểm 10, chứ gặp tao là tao cho điểm liệt. Trong cái thứ xảo quyệt là trời bất dung gian, nay gặp tao thì cũng coi như là mày gặp ám ảnh kinh hoàng rồi. Tao sẽ đánh cho mày điêu tàn, rồi tao dắt mày đi tân trang nhan sắc, tới khi mà mày đẹp xinh bắt mắt á, tao lôi ra ngoài Bắc, tao đánh dạt vô trong Nam, đánh mấy cái đứa gian tham á thì tao đánh vô cùng nhiệt liệt, đánh từ đô thành náo nhiệt, tao đánh tới biển biệt miền thôn quê, đánh từ đường đất đường đê, tao đánh văng ra đường vôi sông đường nhựa, dòng cái ngựa ngựa sống trái với đạo lý luân thường, tao đánh rời nhà thương rồi chuyển giường vô bệnh viện á, xong á cái biết sao không, kêu bác sĩ với y tá á, lấy cái chích điện chích vô cái nết của mày, chích 7 bữa 10 ngày rồi xong đài mày ra biên ải. Nếu như mà mày còn chối cãi á, thì tao sẽ tiếp tục soạn bài. Lời tao chửi rất dài, chỉ mong mày quay đầu tỉnh ngộ. Còn nếu như ngày hôm nay mày không tỉnh ngộ, trời không độ thì tao sẽ độ mày. Mến ơi, thà cho chị lần này đi Mến. Còn chị sáng là con em sáng, còn con chị lẻ là con em lẻ đó Mến ơi. Thà cho chị đi chị biết. Ủa, hồi nãy hùng hổ lắm mà, sao bây giờ chị em? Chị... Nè, tôi nói cho bà nghe, tôi không có muốn sân si với mấy người, nhưng mà mấy người ở đây giành đồ của tôi là không có được. Chỗ này là chỗ buôn bán miếng cơm manh áo của tôi. Bây giờ tôi buông ra, tôi không muốn kiếm chuyện với bà nữa, bà đi chỗ khác mà bán, được không? Được, 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 chị hứa với em. Chị hứa với em. Chị hứa với em, tha cho chị lần này đi. Mặt mệt à? Mẹ mày. Mày. Ê, trời đất ơi, giỡn mày. Con BD này, mày không có biết hối cãi đúng không? Mày không hối cãi thì ngày hôm nay mày... Liêu, không, con quỷ. Trời ơi, cái con này bây giờ mày chết chứ chết. Sao rồi? Mày sao? Trời đất ơi, mày chết, mày giữ tao rồi. Mày. Cái con BD này, mày hùng hổ mày với ai? Mày hùng hổ mày với ai? Hả? Nè, ngày hôm nay nè, mày tới số mày... Đứa nào chọi tao? Ai chọi? Ai chọi tao? Ủa, đâu có ai chọi gì cô đâu. Con chọi cái này cái gì đây? Cái chân của mày. Cái chân ẩn hộ ha la ha, cô đang cầm gì vậy? Trời ơi, chiếc dép nè, chiếc dép gì mà y chang chiếc bên đây vậy, để thử coi vừa chân không nghe. Ê, vừa chân rồi nè. Trời ơi, tắm ra thử hài vừa rồi, bây giờ tắm thì đi gặp hoàng tử. Mẹ với em cám ở đây chơi nha. Tắm đi nha, bye bye mẹ, bye bye em. Tắm đi đây. Này, đi đâu? Mày đi đâu? Dạ, cái con đi về nha. Mày chọi tao rồi mày tính đi hả? Đâu có chọi cô đâu. Cô hiểu lầm rồi, con chọi là con chọi cái con này nè. Cái con mà vô duyên tới tự nhiên giành chỗ bán người ta nè. Cái con này có cha sanh mà không có mẹ dạy nè. Cái ngữ đâu đẻ ra con này mà kỳ cục vậy đó. Tao đẻ nè. Tao là mẹ nó nè. Hồi nãy giờ mày chửi tao đó. Ủa vậy hả? Trời, con không có biết. Con không có biết cái nhã này nó là con cô. Chứ nếu biết con cũng chửi nữa. Ủa kỳ cục vậy, tự nhiên tới giành chỗ bán buôn của người ta, sao không chửi được? Mày tới số mày rồi. Tới số là tới số. Mày đụng tới con
con tao là mày chết. Ơ đừng tức cưng mày chết. Mày chết mày con mà. Bà Binh con mà kỳ cục. Bà là ai? Bà là ai mà bà lại đây? Tao là mẹ nó nè. Bà là mẹ nó thì cũng kệ mẹ của nó. Bà Binh con mà Binh kỳ cục. Ai muốn bán là bán, mày không có quyền. Ông ai muốn bán là bán, sao tự nhiên tao bán đây mà bà kỳ cục quá làm gì không có quyền, không có quyền, không có quyền. 100 người bán dạng người mua. Nãy giờ ở đây có ai đâu má? Ở đây có ai đâu mà chăm trẻ bán dạng người mua này có người nào đâu. Tao thích là tao bán, không phải của mày. Mày không có quyền mày danh. Bà còn bảy miếng đất rồi làm như tôi biết bà là ai vậy? Tao chưa có mẹ vợ. Mà cái mấy sao mà bán gì ở đây? Mà bán gì khu chợ này? Tao bán chạy hòm. Mà bán chạy hòm để cho ông ai chôn mấy con này nè. Mày quỷ hả? Mày quỷ hả mày? Mày quỷ vậy mà ăn thêm nãy vừa phải. Mày quỷ hả mày? Mày quỷ hả mày? Mày quỷ hả mày? Bà đi đường quyền với tôi hả? Ôi trời ơi, ghê quá, ghê quá, tôi chạm à, tôi chạm à, tôi chạm à, mày hài giận lắm chứ người hả, mày giận lắm chứ không, hả, mày giận lắm chứ không, 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 tôi chạm à lắm, tôi chạm à, ai à, ai trời ơi, đi quá, vô xuống vô kia tao, ở đây, bà đừng có giận lắm chứ tôi nha, bây giờ bà giận lắm chứ không, có gì đâu như vậy? Có lần thơm ơn, nàng hiếp mẹ con tôi. Trời ơi, trời đất quỷ ân ơn. Trời ơi, nàng hiếp gia đình tôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, lần thơm ơn. Trời ơi! Bà hiền quá mà! Tôi để đăng hiếp! Phải làm cái gì đó chứ! Ừ. Chị em mình ít nhiều cũng còn có một ít là hóc môn nam trong người. Mình phải dùng cái phần đó vào những điều chính đáng. Đúng rồi! Ước hiếp mình! Gây hấn với mình, xả láng luôn. Xả láng luôn. Không phải, bây giờ giải thích cho mấy đứa nghe nè, hiểu giùm chị. Tại vì em thấy không, hai cái lỗ mũi nó như hai cái máy hút bụi vậy đó. Chị sợ nó hút chị vô trong. Rồi chị không có dám làm một cái gì hết trơn á. Chị thì từ xưa giờ chị xử sự nhân văn không à, hiểu không? Chị không có muốn mà đụng chạm tới này kia. Nhưng mà lỡ tụi em nói vậy rồi thì thôi kéo mấy đứa qua đánh chết mẹ nó cho chị. Ngồi xuống bà nội ngồi má, xuống. Má còn lại má. Chó. Tôi còn nguyên cái đòn lô tô nữa. Mà chơi BD mà chơi ngu quá à. Rủ đi quậy ha, quậy đi rồi qua nó đốt đòn lô tô thành BD thui hết á. Ừ. Chứ bây giờ sao? Bây giờ có một cái bãi để buôn bán mà nó dành với chị rồi sao chị chịu nổi? Bây giờ nè, bà quay trở lại đó là bà nộp mạng cho nó thôi. Đúng rồi. Nếu mà cái gian nhân dạng này quay lại là biết liền, nhìn biết liền. Thôi. Ê, tôi có cách rồi. Sao? Bây giờ bà làm đàn ông lại đi. Ủa làm chi? Tự nhiên cái làm đàn ông làm sao? Bà làm đàn ông lại bà lấy tôi. Làm đúng chồng rồi. Của tôi. Ừ, được. Đúng rồi. Ủa là đàn ông. Thiệt mà nói tôi biết bà đẹp trai lắm. Bà làm chủ đoàn. Ê, nó nghe nè. Lấy mấy đứa thôi thà để chị diệt dục, chị không bao giờ nghĩ tới những cái chuyện đó nữa thôi. Chị bỏ, chị cai luôn rồi nha. Chị không có còn. Thôi má chị, giờ cái chuyện gì cũng được bây giờ. Ừ. Bà đi cũng được, bà ở lại đó cũng được. Rồi, có cách luôn. Hay. Bà kiếm cái cách nào để mà cho bà ở tù đi. Ủa em ơi, nói nghe nè, bây giờ á, giống như chị đi qua đây thì mấy em nuôi chị không nổi, thôi mấy em đuổi chị đi chứ sao đẩy chị vô cho nhà nước nuôi chị chứ vậy? Thở ý tôi nghĩ là hai vô trong tù là không ai vô kiếm được hết. Đúng. Ai mà kiếm được ai trong tù kiếm. Mà vô đó khỏe nữa. Ừ. Cơm ngày hai buổi không cần phải lao động. Sáng còn đi tập thể dục nữa má ơi. Thôi được rồi. Nếu mà cảm thấy mình nuôi không nổi thì thôi tôi đi chứ không có. Trời ơi. Thấy mấy đứa gì mà qua đoàn mà mấy đứa quạo quá. Dạ ổn bà nội. Vậy là vui đúng không? Vui. Trời ơi. Đang vui đó. Nó nghe nè, bây giờ á, tạm thời bà cứ ở lại đây. Đúng. Né một thời gian đi rồi tụi nó lắng hoặc là tụi nó cũng nhổ bến tụi nó đi. Đúng rồi. Mình quay lại đó. Nhưng mà thật ra là chị rất là sợ làm phiền mấy đứa luôn á. Sợ mấy đứa làm phiền. Sợ gì đâu chị em. Thôi chị ở. Ủa? Chị không giả bộ từ chối rồi tụi em kêu lại chị. Ủa chị thấy vậy nó phiền hơn á. Thôi lỡ mấy đứa cho rồi thì ở đi chứ giờ sao giờ. Thiệt tình. Ở đây luôn. Tụi em lo hết. Thiệt, chị em mình đùm bọc lẫn nhau rồi. Yêu thương nhau. Nó nghe nè. Với lại bà biết cái miếng đất tụi tôi đang làm lô tô nè, làm mấy năm trời đây. Đất lành chim tụi tôi mới đậu nha. Đúng rồi. Chim đậu vô liền. Đậu tụi em, đậu chim đâu. Chim. Má cái câu của người ta là đất lành chim đậu. Còn chim tụi tôi phóng sanh rồi má. Chị tưởng là tụi em mở trang trại tụi em nuôi chim. Chị mới kiếm rồi có chim ở đây không? Trời ơi là trời. Ở đây nha, đặc biệt nha, chủ đất ở đây thương tụi tôi như là con bà vậy đó. Vậy hả? Thương lắm. Dễ thương lắm. Bà muôn BD lắm á. Bà đó giống như kiếp trước bà mắc nghiệp BD. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây bình yên không em? Cực kỳ bình yên. Ê. Mấy đứa ơi, mấy đứa đâu hết rồi? Chắc bà tới. Đây, 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 đ
cho bà ngồi. Trời ơi, tập tuồng tập hát gì mà ngồi đây đầy đủ anh vậy? Xin vô, xin vô đây ngồi nè. Ừ, trời ơi. Trời ơi. Đầy đủ hết trơn. Nó nghe luôn nè. Hả? Mặc đồ sang quá mới đi đám ma về hả? Trời ơi, không phải. Tôi đi học. Ủa, gì? Ủa, học gì vậy? Kinh doanh bất động sản. Đúng rồi. Ôi ơi. Ủa chị, à, cho em hỏi cái nha, kiểu như là mình đi học vậy đó để mình nâng cao cái kiến thức lên, để mình nâng cao cái giá trị tài sản mình theo luôn hay sao? Trời ơi, con bé này hay quá nè, chính xác luôn á. À, vậy chị có tính nâng giá thuê đất ở đây lên? À, không, cái thắc mắc thôi. Ủa, Đào mới hả? À, không, bạn. Dạ, em Đào á chị. Trời ơi, con bé này nó tươi quá nè. Tươi ghê luôn á. Trời ơi, con bé này tươi quá nè, trời ơi. Chị, trời. Em nghe nói là chị rất là thương yêu mọi người đúng không? Trời ơi, thương dạ. Lắm. Em hay nói chị cho đồ ăn đổ đây nhiều lắm đúng không? Trời chị lâu lâu chị em đồ ra chị cho. Mấy cái chuyện đó là thoải mái. Dạ. Rồi mấy chị em làm nhau 3 năm nay nghe rồi. Nghe đồ có khi chị cho ăn bào ngư rồi nữa hả chị? Ừ, không có, không có. Ủa vậy? Bà nội ở đây đâu ban bào ngư má? Bà nội nghe bà ư. Không, mà nãy tại vì cầm thổi lướt lướt thấy trên mạng đó bạn. Trời. Tưởng là có cho vậy. Nghe nè, bà đừng có vẽ bà đi, trời ơi, bà cái đầu cũng nà kha xù khu lắm nha. Ồ. Nà kha xù khu là cái gì vậy? À, bé em là nó mới đi du học tiếng Phạn về. Dạ, nà kha xù khu là khen chị đẹp. Nó khen chị nà kha xù khu luôn rồi. Đẹp quá. Trời ơi. Mà chị cũng nà kha xù khu ha. Chị nà kha xù khu lắm. Cái khúc này mới nà kha xù khu nè. Chị thích quá. Chị nghe nghe. Nói về cũng bà cũng chỉ là cho em chứ bộ cũng biết chứ bộ. Biết tiếng Phạn biết luôn. Trời, trời ơi, chị không những vậy nha mà chị còn đập thâm đà kha nữa. Trời ơi. Đập thâm đà kha là cái gì? Chị không hiểu là đúng là chị chưa có học. Tụi em học hết. Đập thâm đà kha là đó khen là chị đi xì ba da dẻ chị hồng. Trời ơi. Chị đi đập thâm đà kha hoài. Trời ơi. Thấy chưa? Em thấy thương chị quá. Sao em thương chị? Em thấy giống như là chị hiền với chị dễ thương quá đi. Chị xù khu nà kha. Trời ơi, xù khu nà kha gì đập khắp nà kha hoài á. Nhưng mà cái này là tụi em thương tụi em mới nói. Giống như chị ra đường chị đừng nói với người ta là chị đập khắp nà kha nha. Sao vậy? Trời ơi, ảnh diện mà chị thường xuyên luôn. Công an bắt chị đó. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Không có nghĩa là. Ủa sao kỳ vậy? Nhưng mà thôi đừng nói, đừng chung, nói nha chị nha. Mật, đừng giấu, đừng có nói. Chị em mình thôi. Chị em mình biết với nhau thôi. Biết tới đó được rồi. Chị thích nói gì? Ai? Mấy chị em mình biết là đúng chị. Rồi, đúng mấy rồi. Chị em mình biết là chị đập không đập. Trời ơi. Thôi tao lại tao bay. Được rồi. À, nói với thương không thiệt. Yeah. 3 năm nay á là mấy bả làm ở đây nè là có cái gì là chị cũng đem qua hết. Yeah. Ừ mà giá đất cái chị cũng không có bao giờ tăng hết á. Dạ. Định Tết năm nay tăng nè. Ủa, ủa chị, sao trời ơi chị. Thì tăng chi vậy? Bữa giờ đang làm được mà. Trời ơi, mấy đứa thông cảm chị á thì tiền bạc không có quan trọng. Cho em hỏi là nếu mà mình tăng lên á thì tăng có nhiều không chị? Gấp đôi. Gấp cái gì mà gấp đôi như vậy? Khổ nổi á, chị không có nói được ông chồng, ông hứa người ta chịu giá đó luôn rồi. Nên là thôi tụi em sắp xếp trả được cái giá đó thì trả cho chị. Còn nếu không á thì mình dọn đòn mình đi. Vậy ha. Ừ thôi mấy chị em tập tuồng gì tập tiếp đi ha. Mà, chị mình nói mình nói chuyện lúc nãy đi. Vợ sao hả? Bà mới nói là đoàn mình bình yên không có biến động. Thì nó lâu lâu nó cũng sóng gió nhẹ nhẹ đó. Chị ơi nhẹ đâu mà nhẹ, cái này nó sóng gió nó muốn lật luôn cái thiền chứ giờ đó mà nhẹ. Chuẩn bị nguyên một bầy BD đi ra đường không biết cạp đất mà ăn không nè. Không biết sao bà trưởng đoàn bà tính đi nữa nghe. Trời ơi tao cũng biết tính sao nữa nè. Chỗ quý vị ha, chúng em sẽ bắt đầu chúng em sẽ sổ liền ngay đây cho quý vị đây. Chúng ta đừng hồi hộp. Dạ. Chị.
giờ sao sổ đi chứ khán giả người ta hối quá trời kìa. Từ từ má ơi, trời còn cả đống đây nè, sổ cái gì mày kéo toan chút xíu rồi đi. Kéo chút rồi đi. Chị ơi chị, khách người ta đòi trả vé, người ta không mua nữa chị ơi. Ráng bán chút xíu đi, bây giờ vé còn cả đống gì thằng cám này nè. Trời ơi, lẹ đi, sổ lẹ đi. Hết giờ rồi, sổ lẹ lên, lẹ rồi. Trời ơi bà xú, sổ lẹ đi, khách đòi bỏ về đi kìa. Nè, rồi rồi, sổ luôn đi. Bắt đầu, do sổ. Sổ gì còn mấy gì đi mày dù có 4-5 mạng gì bà sáng đèn gì tội nghiệp gì em quá lô tô mà má giờ không lên đèn buồn lắm với lại á bà mà không hát đi ha mai mốt khách quen khách không tới luôn không. Bữa nay hẩm bà đèn luôn rồi đó. Được nhiêu chị? Nè, có nhiêu đây nè. Dân hàng phóng phi tiêu đó. Anh Hùng vô kìa, coi bữa nay anh Hùng bán được nhiêu. Đừng có sủ nữa nha anh Hùng nha. Điểm đi. Như vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời. Anh Hùng làm được có 80. Quay ngựa thấy mụ nội luôn. Trời ơi, quay muốn chết. Kêu quá trời kêu. Có ai vô chơi đâu. Mà bà cũng chướng nữa. Có cái máy sao bà không bấm lên. Bà tự nhiên bà lấy tay bà đẩy làm chi vậy. Thì tôi cố gắng tôi quay để tiết kiệm điện cho đoàn. Là bà quay bằng tay. Chứ gì nữa. Trời con chuột nó mới lên cơ luôn nè. Ráng đi mai mệt quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng à. Chán ghê vậy trời. Được nhiêu cưng? Thiệt này cũng ngại quá. Có 30,000 gian hàng ném banh nè chị. Trời bình thường ném banh được lắm mà làm gì bữa nay có 30 vậy cưng. Thì bữa nay không may ném hết á, nó nói là ném trái banh vô đầu em thì nó ném, còn ném trái banh vô lỗ nó không có ném. Ê. Ê bên năm. Dạ. Dạ. Má. Cái mũi em sao vậy? Như là máu á. Quá trời kìa. Trời đất ơi, nhiều máu vậy mấy chị. Bên năm. Cái gì vậy? Sao vậy? Bị gì vậy? Không em ơi. Bên Nam. Đưa đi bệnh viện đi, Thôi, kêu xe đi. Bên Nam. Trời ơi, khổ ghê vậy đó trời. Lâu quá vậy. Trời sức. Cái gì mà lâu dữ vậy trời. Trời ơi, mấy má ơi, có gì đâu mấy má làm mắc mệt quá à. Con người ta sống chết có số. Thì giờ nào nó chết thì người ta đẩy ra, đem về thôi. Bê đê gì miễn thúi vậy má. Trời, tự nhiên cái gì cái chữ con vậy má. Người ta là người ta nói tôi. Bộ cái miệng mà thúi thiệt cái gì mà quang quang cái miệng mà lên vậy. Mày muốn miệng thúi là muốn hả. Ủa thì cái miệng bà thúi, tôi nói miệng bà thúi mắc gì. Bớ cái gì bà. Trời, thôi. Đáng trong bệnh viện đó. Làm như cái chợ vậy đó. Mà giờ trời chưa thấy cái tin tức gì hết à. Mà không giờ không biết nó bị cái gì nữa đó. Không chừng nó chết, nó trỏng không chừng á. Trời ơi. Ê mấy chị, em thấy con bé Năm á, nó bị nhức đầu nè, rồi nó chảy máu cam nè, rồi nó xỉu nữa. Đúng rồi, nó bị hành kinh. Má ơi má, con lại má. Tao không biết nó có bị hành kinh đâu á, nhưng mà mày là bị thần kinh rồi đó. Trời ơi, bớt cái miệng lại đi mấy má ơi. Mấy cái chuyện này tôi gành lắm mấy má. Hành kinh á là người ta tức ngực nè, khó thở, đau bụng, nhức mỏi, cái đó mới bị hành kinh. Chị Chí Hùng ơi, chị rành quá. Sao không rành? Hồi lúc mà chưa dậy thì á, tôi tưởng tôi là con gái thiệt. Rồi tôi tìm hiểu mấy cái vấn đề này dữ lắm. Rồi thời gian sau á, qua thời dậy thì rồi em mới biết em là BD thiệt. Ê nói nghe nè, tính ra chị biết mình BD cũng trễ dữ hả. Kệ cha tao mày. Kệ cha gì nữa, bà ngộ bà quá. Tôi nói gì là bà mắc gì mà lôi cha lôi mẹ ta vô. Bà ngộ bà quá à. Con người của bà từ bệnh viện, bệnh viện gì bà kiếm chuyện với người ta hoài kìa. Ê, dạ bác sĩ ơi, cho em hỏi là cái con bé trong đó nó sao bác sĩ. À anh, à, xin lỗi, chị là người nhà của Lê Minh Dũng hả? Ủa, Lê... đúng rồi đó chị. Đúng rồi Lê Minh Dũng. Phục hậu nó dạ, dạ đúng rồi, cái con bé Dũng đó. Nó sao rồi bác sĩ? Trời ơi con quỷ,
Tao lại mày nha mày. Mày mốt mày ăn uống mày đủ chất vô giùm tao con gái đi BD mà tao cứ ốm ho gầy mò hoài. Rồi thấy trong người sao rồi? Thì em thấy chị hơi mệt mệt thôi mà, nhưng mà bác sĩ nói em bị gì vậy mấy chị? Trời ơi má, không có bị gì hết má. Bị mệt đó má. Má mệt rồi tụi con cũng mệt rồi mẹ. Không có giảm cân nữa nha chưa? Dạ. Rồi bắt đầu suy nhược rồi thành chị em lo lắng con này. Vậy là tính ra bác sĩ nói vậy là đem tao có bị gì đâu vậy? Đúng vậy thôi rồi. mình đi về đi rồi tranh thủ chiều mình hát nữa mấy chị. Ê, quỷ. Dạ. Rồi mày phải suy nghĩ cho tụi chị chứ. Trời đất ơi, bây giờ trong đó đang tập trung kiếm tiền. Bây giờ BD nào, BD lấy hả kè cái đầu ra để làm. Giờ mày về đó rồi hả, lỡ mày tuột đường huyết nè, mày tuột máu, mày tuột đường, rồi mày tuột hóc môn nam, hóc môn nữ, quần gì đó mày tuột quá trời rồi ai mà lo. Để cho mấy bà có tinh thần mấy bà diễn. Má công lên sân khấu diễn mà phải phập phòng lo cho mày nữa, mày nằm đây đi. Ờ, đây lo đi. Vô nước biển, vô đạm đồ này ở kia. Đây là thứ nhất là có bác sĩ lo. Dạ. Rồi yên tâm, chị sắp xếp hết trơn rồi. Nó cho con Hồ Tiểu Vi vô lo cho dạ. Em. Dạ. Có em nè. Trời ơi. Con nhỏ này nó xuất hiện như siêu nhơ. Con nhỏ này nó bị còn còn rồi nỡ nó đưa thuốc lộn cho em rồi sao mới. Nó còn còn vậy chứ nó dễ thương lắm em. Ừ. Trời ơi, nó biết điều lắm đó. Ngày hôm bữa chị đau bụng rồi nó đưa cái thuốc nhức đầu cho chị. Uống xong cũng hết em. Khỏe bình thường. Ủa nó nghe này rồi mắc gì? Đi lo bệnh thôi mà mặt đầm vàng đánh môi đỏ. Dạ. Cho nó giống con gái. Gớm không? Đi về à? Dạ. Mấy chị về chuẩn bị hát đi, đừng có lo cho em ở đây bác sĩ với đi. Cho khỏe nha bà nội. Dạ dạ, để giảm cân nữa đi nha, mệt lắm nha chưa? Không có suy nghĩ tùm lum tùm la nữa. Dạ. Ăn uống nhiều vô. Về. Nghe về nghe mấy chị về trước nha. Ở đây do cho con nhỏ nha. Dạ. Không sống có cho uống lộn bay, thuốc dạ, nha chưa? Thôi mà. Về nha. Ở đây lo cho chị nghe. Dạ con biết rồi. Cái mặt ổn thấy ghét với sợ dạ luôn. Dạ rồi, bye bye mấy chị. Chị cảm ơn nha. Dạ, chị uống cà phê sữa, em đi mua cà phê sữa nha. Thôi cà phê sữa ép tim lắm. Hả? À, vậy thôi uống trà đá nha. Thôi trà đá lạnh người. Thôi rồi uống thuốc nha. Ừ cái này chị chịu nè. Bác sĩ ơi, tới giờ uống thuốc của chị em rồi. Bác sĩ ơi. Ê, rồi sao giờ? Trời giờ bà hỏi tôi còn không biết làm sao đây nè. Ai mà biết đâu là số tiền lớn vậy. Thiệt á, giờ tôi hỏi mấy bà số tiền lớn vậy kiếm đụng cái đâu ra. Ê mà nè, em nói mọi người nghe nè. Em có mớ tiền để dành để chuyển giới á. Thôi thì giờ em phụ với mấy năm để nó đi chữa bệnh. Rồi má đưa 170 nữa hả má? Nói gì kỳ vậy? Nhiều hơn 340. Trời ơi Phương, giữ lại đi em, 340 em chuyển giới được hai cái núm lận nha, mình làm hai cái luôn một lượt đi. Phụ quá mà. Thôi mà mọi người, bây giờ tình hình cũng đang rối ren vậy đó. Nhưng mà Thu cho chị hỏi nè, có thật sự là mình phải cần nhiều tiền gì không? Đối với trường hợp của bệnh nhân Lê Minh Dũng, chúng tôi đã phát hiện khối u và đang dần phát triển thành khối u ác tính. Vậy giờ mình làm sao bác sĩ? Đương nhiên là phải phẫu thuật ngay rồi. Phẫu thuật? Trời ơi, em hỏi là cái chi phí phẫu thuật đó mắc không bác sĩ? Hiện tại thì tôi không thể trả lời chính xác được. Nhưng chi phí phẫu thuật sẽ vào khoảng 80-120 triệu. 80-120 triệu? Đúng. Ủa mà nếu mà mình không có phẫu thuật á thì có chết không bác sĩ? Chuyện này thì khó nói lắm. Nhưng nếu không phẫu thuật kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Trời ơi. Đó, tôi có dám nói con bé nằm nó nghe đâu. Tôi giấu nó luôn. Nè, tôi nói trước nha, ở trong cái đoàn này là giấu tuyệt đối. Không có ai mà nói để mấy năm nó biết hết á. Nó mà biết chắc nó sống chết luôn á. Lầu ghê á. Cái vụ đất đai mình lo chưa xong, giờ lại thêm cái vụ con bé Năm nữa. 80 triệu tiền đất chưa kiếm ra được nữa, giờ tiền đâu để cho nó phẫu thuật nữa đây. Chán ghê á.
Cô ơi. Dạ. Này rau muống hả cô? Cô ký có bó lại không? Ký nhiêu cô? Ký 12 ngàn. 12 ngàn hả? Dạ. Cho con ký đi cô. Bí bê. Bí bê. Gì má? Đi chợ bí không bí mua gì hết trơn trời. Nè. Tôi mua rồi nè. Mua gì? Rau muống mấy ký luôn. Nấu gì má? Nấu canh. Canh gì? Đại dương. Ngon lắm. Trời ơi, canh đại dương mà ngon. Ngon. Ê, gì vậy má? Ê, cái này mới ngon nè. Trời ơi. Nè. Trời ơi, hỗ trợ trả góp luôn. Ê, nghe. Gì? Ngực bà lép đó. Đi qua đây làm đi, tôi đi theo cho. Thôi, của tôi như đây vừa đủ rồi. Kìa, bà kìa, một nề luôn. Làm gì nữa má? Ờ ha, không lẽ tôi đi làm 4 cái. Thôi, gì vậy má? Chứ bà coi nè. Trời ơi, đẹp dễ sợ luôn nè. Đã quá ha, đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi là trời. Cặp vú gì chả vừa hấu rồi còn làm nữa hả trời. Ê con kia, nè. Vú tao mà có dưa hấu tao cũng chưng trên người của tao ha. Chứ tao không có chưng ở trên nhà bàn thờ tổ tiên mày nha. Nè. Ê, tao không có lấy cặp vú của tao mà tao tạt vô nhiên vô trong nhà mày để cho nhà mày sập nha. Còn hà bá. Cái gì? Tôi thấy bự thì tôi nói rồi chứ trời. Chứ tôi hà bá hả? Còn gì nữa? Tôi hà bá đó. Tôi hà bá nha. Ra sông ra biển đi. Tôi giật tôi kéo vào cho chết. Trời ơi. Ê con ngu kia. Tao mà có rớt xuống nước á, cặp vú của tao nó cũng nổi lình bình, không có làm được tao đâu mày. Bây giờ này giật là kéo vào là không chết chứ gì. Còn nữa. Chết cho bể hạt bong bóng luôn. Trời, con ngu tập 2. Nè, tao mà có bể tao cũng không biết làm lại à. Nè, chị làm đây nè mày. Thẩm mỹ viện Xuân Anh, chuyên làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt. Với phương châm làm đẹp an toàn và hiệu quả, mang đến những vẻ đẹp tuyệt vời. Đến với thẩm mỹ viện Xuân Anh, bước ra là đẹp. Ủa gì giờ con đi? Cái chơi gì kỳ vậy? Chơi vậy rồi ai chơi lại? Ê. Mẹ bây giờ muốn chơi bánh bèo nha má. Tự nhiên đang chửi lộn cái quảng cáo ngang ngược vậy. Rồi tôi biết nói gì vậy? Chịu thôi. Ba mẹ ơi, con thua người ta rồi. Trời ơi, bánh bèo xin mừng. Tao đem về cho chị em tao coi. Nhảy bóng đá mở rộng 100 dịch. Bibi, này mới ngon nữa nè. Một trăm triệu. Trời ơi! Nghĩ sao vậy trời? Hai chị lớn rồi đó nghe. Trời ơi, trẻ không hư mà già đủ đúng. Hết chuyện rồi kêu BD đi chơi đá banh. Nó nghe nè, giờ có nước tụi mình á, banh ra cho người ta đá chứ đá banh gì trời. Ê, cái vụ mà banh ra cho người ta đá tôi phải lắm đó nha. Được nè. Cái gì vậy hai bà ơi, hai bà? Cái cửa mình của hai bà chứ đâu phải cái cung thành đâu mà muốn đá vô giờ nào đá vậy hai bà ơi. Không xu, chị thấy được á. Cái gì? Trời ơi, giờ mày kiếm đâu ra 100 triệu? Chỉ có đây thôi. BD đá banh kỳ lắm chị ơi. Đúng rồi đó. Chị nghĩ coi sao mà tự nhiên tụi mình mà đi đá banh cho được. Nè mấy bà này nè, em vậy nè. Đó. Rồi lại em ra em chạy em ra đá banh rồi giữa dọc đường nó rớt cái tóc em dọc đường rồi sao? Rớt tóc đâu đó. Bình thường tôi đi đá đường tôi cũng đợi tóc chứ bộ. Mấy bà ngủ nào quá. Thôi nè nữa nghe nè. Cái vấn đề mà đá banh á bây giờ dẹp hẳn quá nha. Mình không nghĩ tới luôn nha. Dẹp hẳn quá đi. Khoan xu rồi còn tiền đâu để lo. Chị Phụng chỉ nói đúng đó là chỉ có ở đây thôi. Nhưng mà trời không cũng đúng á. Có ý tưởng này nè. Giờ mọi người đi về quê đi. Đi rồi mỗi người kiếm ngành nghề làm xong rồi quay cho gì đây xoay tiền rồi giúp mấy năm em thấy được á em đi về em mang cá viên chiên chắc tôi đi làm gái quá. Ê, trời ơi, gái quẩm bà. Nhiều gì thợ hồ nè bốc giác nè xe xích lô cũng được vậy. Nói nghe nè chị làm cái đó là chị làm vì đam mê của chị thôi giống như là ổ bánh mì cái bánh bao và cũng đi nữa. Gì giỡn mặt vậy má gì mà tệ vậy trời ơi ít nhiều gì cũng 40 ngàn bao phòng. Trời ơi. Cái đó là lỗ rồi đó bà. Lỗ sạch. Mệt quá à. Bây giờ kiếm cái gì làm đi chứ. Làm mấy cái nghề gì không có thực tế gì trơn. Như tôi nè. Đó. Tôi là tôi đi về quê. Tôi đi cộng hồn. Trời ơi. Nhắc tới mấy cái vụ về quê làm nghề. Chị nhớ cái nghề hồi xưa chị làm nghề, được lắm mấy em. Nghề gì vậy? Chị bác tài lắm. Nghề gì vậy? Thiển heo.
nghe mấy cái thiến thiến là nổi óc áp trơn. Bà đừng có nổi óc, nhiều khi á mấy chị đừng có hoang mang, sau này trong đoàn mình có khi có nhờ tới bả đó, kiểu như ai không có tiền đi Thái đó qua kiếm chị. Bà đi trước đi nè he, nè he. Tôi giả một giả nha. Trời ơi, giết nó nghĩ sao giết vụ BD mình như heo vậy đó. Ờ, mổ sao thành heo luôn đi bà nội. Bây giờ tôi nói vậy nè, ở đây giống như ai cũng có cái nghề cái nghiệp để như giúp đoàn rồi. Tôi thì tôi không biết làm gì hết trơn á, cái ghe tôi thì bây giờ bị người ta chiếm chỗ rồi. Giờ tôi về tôi quê xong tôi xin vô sở, tôi đi làm thợ điện được không? Bà BD đi làm nhà nước à mà chứa bà nội. Ghe mình nè, biết vô sở gì không? Sở thú á. Trời ơi, nó khùng nó đi gì đâu thiệt á. Thì có cái nghề này nè, cũng làm tiền được lắm á. Đi làm gì? Thì đi bơm. Pha hồ với silicon chị đi bơm. Trời chị Phụng, cái bộ chị bơm cho em có pha không chị Phụng? Có, chị để hồ nguyên chất. Trời ơi, thôi con quỷ. Không có, chị giỡn lắm mà. Trời ơi, bà giỡn bà nội ơi. Giờ nè, tôi thấy cái mấy cái nghề nãy giờ bàn không có được gì hết trơn nha, thiệt á. Không có được đâu. Chứ bây giờ làm cái gì ra tiền nè. Bây giờ, tôi quyết định rồi. Sao? Chị em mình sẽ đi chơi bóng. Chơi bóng. Chơi đá bóng nè. Chơi tới cho tôi suy nghĩ kỹ rồi. Được không? Được. Không, ai biết. Khoan, điện thoại. Ai gọi bán nữa kia? Tự nhiên đi đá bóng gì trời. Vi đó, con Hồ Chú Vi nó gọi chi ta? Nghe coi. Alo. Trời ơi. Gì vậy? Đã tôi dặn mày sao mà sao để nó biết chi vậy? Rồi rồi rồi. Ở yên đó nha, tao lên điện nha. Rồi rồi. Trời ơi, anh quỷ này. Cái gì vậy? Thì cái Dũng bé Năm nó bị bệnh đó. Sao mình dặn kỹ là trong đoàn không ai nói hết trơn á. Sao? Giờ bé Năm nó biết rồi, sống rồi chết trong bệnh viện kìa. Trời ơi. Giờ đi vô chậm đi. Vô bệnh viện liền mới được. Đi. Bé Nam, kìa vậy? Trời ơi, đi vô đây. Con quỷ này, mày điên hả? Mày làm gì mày đứng ngoài đó? Sao mấy chị giấu em? Giấu cái gì? Có ai giấu cái gì đâu, mày khùng hay vậy bé Nam? Thì cái chuyện em bị bệnh nặng, em còn sống được mấy ngày nữa. Sao mấy chị không nói cho em biết? Ai mày nói tầm bậy tầm bạ vậy? Có cái gì đâu em khùng hay vậy đó bé Năm? Tôi giấu muốn chết gì mà. Trời ơi chị Thi, chị nói khùng điên gì vậy? Có ai nói gì không vậy? Hả? Nói bậy bạ gì vậy? Thi có nói gì không? Không có đâu má. Còn My nữa? Không, tôi không có đâu. Còn bên đây? Không, chị không có nói. Có cái gì đâu mà nói khùng hay vậy? Mày có bị gì đâu mà nói là nói cái gì? Nè, cái con này mày canh nó rồi mày nói cái gì tầm bậy tầm bạ không có đúng để cho nó suy nghĩ tùm lum tùm la phải không? Nhưng tao có nói gì đâu. Không nói đúng không? Không. Thấy chưa? Đăng Facebook. Trời, mày có bị điên không? Việc nó bóng khùng hả? Mày đăng chi vậy? Mày giết nó đó. Mọi người kia em nói dối nhưng mà em không có nói dối được. Em chịu không có nổi nên là em đăng Facebook luôn. Mà định bụng là đăng chế độ riêng tư nhưng mà lỡ công khai luôn. Tại sao mày không sửa? Hết 3 giờ. Trời ơi. Ôi, chú Vy nói vậy á. Vậy là đúng rồi. Em sắp chết rồi. Trời ơi, tao lại mày đừng có điên giùm tao một cái được không? Chết chóc cái gì hả? Giờ tao nói thẳng luôn nè, mày bị bệnh nặng lắm đó, nhưng mà cái gì cũng còn có hướng giải quyết. Trời, cái bệnh thì mình trị, còn nước còn tát, tụi tao có bỏ mày không hả? Chừng nào tụi tao bỏ mày đi rồi mày muốn làm gì mày làm. Nè, mày đừng có điên khùng. Tao đã nói là mày không sao hết trơn á, mày tin tao không hả? Chị nói là mày không sao hết trơn á. Ở đây á, em bệnh thiệt, nhưng mà ở đây bác sĩ người ta nói là người ta vẫn còn lo được. Chị em ở đây cũng còn lo được. Tự nhiên cái lên đây mày đứng mày khùng hay vậy? Nè, chị nào chị em này bỏ mặt mày hết đi. Mày muốn sống mày chết gì đó kệ mày. Ở đây còn có chị em nè. Ai cũng thương hết trơn. Trời đất ơi, cái con bé Năm lạc quan của đoàn Hương Nam đó rồi. Sao mày để cho chị em thấy mày một con bé Năm uy lị như vậy? Hả? Mày làm cho chị em sợ lắm mày biết không con Điệp? Em biết rồi. Vậy bây giờ em lạc quan, bác sĩ cứu em được không cứu chị? Cứu được. Vui vẻ lên em, còn chị em ở đây mà. Trời ơi. Trời. Nhiệm vụ đầu tiên của chị em tụi tôi
sẽ là đi tìm lại những chị em cũ của Đòn để quyết đấu trong trận đấu lần này. Cho đi mua thịt đi mấy đứa. Mấy đứa. Nè nè nè, thịt nè mấy đứa. Nè. Nè. Trời đất ơi, đứng nhảy nó giờ không ai mua hết trơn. Gì kỳ vậy? Kỳ gì đâu á. Bán buôn mà không ai mua gì là chết tao rồi. Tụi mày á, bán thịt heo thì làm sao cho giống con heo, chứ đâu phải bán thịt gà đâu mà gắn lông tùm lum vậy. Đó, nó giống heo đó, ai mua đâu. Ừ, con này thì giống con heo đó, mà đi mặc đồ xanh, mũ si đầm đủ, mặc đồ xanh rồi như heo tay xanh, ai mua? Em tưởng mặc đồ xanh nổi thì ta vô, ta thấy đông, ta thấy đẹp, ta lợi, ta mua ai nhỉ? Mày chả treo hả? Nhìn cái mặt mày là biết kiếp sống của lội lợn rồi. Ừ. Làm chi là chết tao coi. Ngọc Chính. Buồn bán. Trời ơi. Con Ngọc Chính nè. Trời ơi. Ngọc Chính, Ngọc Chính, Ngọc Chính. Ngọc Chính, Ngọc Chính. Ngọc Chính, Ngọc Chính. Cái gì vậy má? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hồi xưa trong Đoạn là Ngọc Chính, bây giờ ra khỏi Đoạn đi bán thịt heo lấy tên khác rồi. Tên gì? Đổi tên là Kim Lý rồi. Trời ơi má ơi, má biết đổi tên quá bà nội ơi. Tên Kim Lý Ngọc Trinh thì kêu Ngọc Trinh, tự nhiên đổi Kim Lý. Tôi ra ngoài tôi gồng, tao biết bê đê, ai mua? Trời ơi. Má ơi má, má bán thịt heo, má làm như má bán vàng vậy á má. Trời ơi, con này bán thịt heo mà làm quá, mấy chị em của tôi. Trời ơi, đừng má, đừng có giỡn vậy. Ta kỳ thị chị gì? Kìa, Kim Lý ơi, đứt dao ngực Kim Lý kìa. Ôi, đó, đó. Kim Lý! Trời ơi, Kim Lý! Giang hồ tới đòi nợ tôi, cản nó lại giùm tôi, cản nó lại giùm tôi. Cái gì ra biết, cái gì đó. Nè. Dạ, các anh Hùng ơi, mình mua thịt heo á. Ta mua thịt tụi bay á. Tự nhiên mua thịt bê đê kia dạ. Nhớ. Quen lắm nè, nhớ. Cái lũ mũi trâu. Anh là giang hồ 1 đúng không? Giang hồ 1 nè. Ê, đây là giang hồ 1. Đúng. Tao là giang hồ 2. Giang hồ 3. Đúng. Hả? Mày lộn, nhớ lộn rồi đó. Đúng rồi. Anh là giang hồ 1 nè, bên đây giang hồ 2 nè, bên đây giang hồ 3. Đúng. Trời, tôi nhớ kỹ lắm. Trời ơi, 1, 2, 3. Không. Nhưng mà hôm nay thứ 2 tao là giang hồ 2. Trời ơi, là trời, giang hồ làm như đánh số đề à, đảo số. Làm giang hồ mà mày đã có thể phá biểu. Trời ơi, trời ơi, giang hồ 2. Tự nhiên cầm cây, cầm mã tấu, cầm tùm lum tới đây kia vậy. Kim Lý đâu? Tao đến đây đòi nợ. Kim Lý nào? Trời, anh biết. Hùng điên á. Trời ơi, gì vậy? Ê, bây giờ nó đi, tụi bay phải chịu. Tự nhiên chịu cái gì? Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì vậy? Thấy đâu trời. Ủa? Trời, đi rồi. Đâu rồi? Tôi thấy đứa này mà đây cả. Tụi nó đâu? Kỹ mấy cái hàng leo tao đi. Đâu rồi? Tụi nó đâu? Coi tao xuống sông không? Mày nhảy xuống sông kiếm tao ra ơi. Em không biết nhảy đây cả ơi. Chết tao chịu. Ok, nhảy đây cả. Má này không biết giờ này chưa tới nữa trời. Đâu mà mất tiêu vậy ta? Trời ơi bà nội ơi, bà làm gì bà vô bà ngồi như con cóc chữa vậy má? Có thai nè. Ủa, có thai. Mà đừng có đánh con tôi mà. Con mà giống quá. Cái mặt bà đó thì người ta nhìn vô người ta không nghĩ có thai. Biết người ta nghĩ gì không? Nghĩ gì vậy? Bà bị xơ gan cổ trướng. Trời ơi, tôi có biết nhậu, tôi xơ gan cổ trướng mà. Biết nhậu. Bà nghĩ sao cái mặt mà già như vậy đó, rồi bà còn đội tóc giả già. Khổ quá, hôm qua quá trang là bà già rồi. Rồi sao? Hôm trước quá trang nhỏ có bầu. Sáng hôm nay cái suy nghĩ hoài, bây giờ hết ý tưởng rồi, tôi mới gom lại thành một. Bà già mà có bầu, bà ngoại có thai ngoài ý muốn. Rồi bà nghĩ người ta tin không? Tin nha. Hồi sáng trốn trong bệnh viện người ta tin quá trời luôn. Tôi đi ngay phòng khám luôn, cái ngoại tá ngoại, vô khám đi, tới ngoại gà khám thai đi. Bởi vậy mấy đứa nhỏ bây giờ nó mới lớn lên, nó nhẹ dạ cả tin. Chứ tôi nhịn cái là tôi không có tin rồi đó má. Vậy chứ giờ giang hồ nó dí quá chứ biết sao. Mà sao tôi thấy bà khổ như vậy? Bà làm gì mà mắc nợ mắc nần dữ vậy má? Thì khổ quá mà. Sao mà khổ như vậy? Không giấu gì bà. Sau khi ra khỏi Đoàn á,
tôi có một tấm chồng. Trời ơi, BD có tấm chồng ngon thấy bà luôn. Bà chí thú làm ăn nữa. Chế độ gì nữa? Cái anh nói với tôi là anh muốn mở vật liệu xây dựng. Trời đất ơi, bà ngon lành rồi. Bà cần tiền mua cái máy đập đá. Cái ảnh đập đá đựng thời gian, cái giang hồ tới đập đầu tôi. Bà nói cái gì thế gớm vậy mẹ? Thiệt, cái hai đứa mới bỏ trốn. Trốn đi chỗ khác làm ăn lại. Cũng được, cũng được. Đúng thua rồi. Keo này bày keo khác. Đúng rồi, thua keo này mình phải bày keo khác. Anh ở vũ trường. Rồi sao? Vũ trường tôi thấy cái nghề có ăn á. Mở nhảy đầm đàng hoàng. Nhảy đầm đựng thời gian ảnh nhảy lầu. Để lại cho tôi cục nợ. Bây giờ ngày nào giang hồ nó cũng dí tôi hết. Gì đâu mà rầu dữ vậy má ơi. Nhưng mà giờ tôi thấy bà cũng mở sạp thịt heo thì thôi bán lai rai đỡ đi. Có bán được đâu. Sao vậy? Khai trương ngay tháng chay. Má ơi, má khôn quá. Thịt heo mà bán thịt heo mà khai trương ngay tháng chay. Khai trương ngay đầu tháng 7 luôn, du lan luôn. Ăn thấy bà nội luôn. Ăn riết cái mặt tôi như con heo mà không bán được thịt. Rồi giờ bà tính sao? Bà tính vậy hoài hả? Kêu bà rồi đi về đoàn với tụi tôi đi, hiểu không? Đã tôi kể hết cái câu chuyện trong đoàn mình đang gặp cái vấn đề đó đó. Là bây giờ rất là cần bà luôn. Bà về bà phụ tôi một tay, hiểu không? Tại vì tôi ham làm chủ. Làm chủ có con khỉ khô gì đâu ham. Làm chủ nó quần riết cái mặt bần thấy mẹ luôn nè. Giờ sao bây giờ bà tính giùm tôi đi. Bây giờ bà về đoàn bà hát. Là bà cũng dùng lời ca tiếng hát của mình. Chứ có ai. Mình có chút tiền đó. Thì bắt đầu chị em mình giúp đỡ qua lại. Đúng không? Cái quan trọng là bà nè, bà có chịu quay trở về với tụi tôi không? Nè nè con quỷ. Chứ mi mệt mỏi nữa nè. Sao tự nhiên mệt mỏi? Tao không biết nó về hay không đó. Ủa rồi sao không về? Bữa đó tao có gọi điện thoại với nó, hiểu không? Cái nó nói à, giờ gia đình nó thương nó lắm. Cho đất cho đai gì đó. Mà nó khoe nó mày, nó nổ nó mày. Nó nói à, chồng tôi cưng tôi như trứng mỏng vậy đó. Trời. Mày coi đó, bây giờ BD mà chồng thương một cái coi. Sức mấy mà chịu đi về đoàn. Sao? Giờ sao thì tao không biết sao nữa nè. À, giờ tìm nhà nó đi. Rồi mình năn nỉ nó. Thôi mày ơi, đi đi cũng đi thôi. Năn nỉ, BD nó lên mặt nữa mày. Thôi má ơi, bây giờ đỡ rồi, mình đang gấp rồi thì chịu khó năn nỉ đi. Tôi với bà năn nỉ nó. Trời thiệt luôn á. Dù gì mình thân. Giờ không có gì cái giải đấu này hả? Rồi ta là thôi luôn á nha. Thì kể đại đi, chị em trong đoàn không à. Giờ biết nhà ta không thì hỏi đi. Thôi đi vô nhà này hỏi đại cái đường đi coi. Bữa mà hồi đợt đi đám cưới, tao nói mày tao xỉn sai. Tôi đi tôi quậy rần, tôi có nhớ cái đường đi đâu. Bởi vì thiệt cái đó thôi, vì tôi cũng không có rảnh đường đâu. Bà vô bà hỏi đi. Đợi con má. Dạ. Anh chị ơi. Cho em hỏi cái anh chị ơi. Dạ. Dạ anh chị. Tao nói với mày sao? Tại sao nấu cơm khét hoài vậy? Dạ, mối này không dám nấu cơm khét nữa. Mốt rồi. Á, xuống rồi hả? Xuống mà rồi. Xuống, á, xuống mà rồi. Á, xuống. Ủa, á, xuống mà rồi. Mày ơi. Dạ anh ơi, có gì từ từ mình nói anh nha. Từ từ cái gì? Nhà, nhà, có gì từ từ nói, tụi em biết hết. Ủa, anh ơi. Có sao không chị? Linh Anh. Ủa, Su Su. Ủa, sao hai bà đến đây vậy? Rồi bà gì làm gì đánh mầm mài máu mẹ không? Nay mày kêu đồng bọn mày tới nữa hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, mày đụng tới ai chứ mày đụng tới BD là mày tới xuống mày rơi cái mày. Tao bắt đầu mày đúng không? Nha. Buông ra coi trời, buông ra, buông ra. Không có tôi. Ôi trời ơi. Anh ơi. Anh vô trong nghỉ ngơi uống nước. Lát nữa anh đánh em tiếp nha chồng nha. Tao nghỉ ngơi đợi mày đó. Nè, mày giỏi bước ra đây, mày giỏi bước ra đây tao đi, mày đánh tao đôi nè. Mày bước ra đây, mày ngon đi. Tao bắt cái đầu mày luôn á. Mày ngon không? Dạ, mày ra coi. Trời ơi, cái này là chồng tôi. Cười cái quần này. Mày có bị điên không? Trời đất ơi, BD gì đó mà ngu dễ sợ. Ăn ở không không chịu. Lấy chồng cho nó quánh má nhưỡng ra luôn. Ủa? Mấy bà không biết cái gu của tôi hả? Gu gì? Ảnh mà đánh tôi là tôi rất là sướng nha. Tôi cảm giác mình giống như là một người phụ nữ gì đó mấy bà. Là bà khoái vậy đó hả? Rất là thích nó, rất là nạ nó, rất là sướng. Sướng kìa má. Sướng khi bị chồng đánh. Trời ơi, ảnh đánh cái nào á là tôi sướng cái đó. Thôi bác. Tào lao có chồng vậy tôi cũng ham á. Bà ham không? Ham không? Ai mà ham mới gặp chồng đó. Trời ơi. Mà khoan. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Sao bữa điện nói tôi là đặt túi ngực rồi mà? Bà điên hả? Bà điên hả má? Nó đánh tôi vậy nè. Trời ơi, tôi đặt túi ngực hả? Ngày mai cũng văng ra trở lại hả?
Trời đất ơi, má ơi. Nó nghe nè, giờ bà không lẽ bà chịu cái cảnh đó hoài hay sao? Hả? Mà tự nhiên mình lấy chồng về để chồng mình thương yêu mình đó. Tự nhiên lấy về để cho nó đánh mình. Bà điên gì vô thôi. Ha, bữa nào nghe nó cầm cái củi đi, nó quánh trúng sợi dây thần kinh BD của bà thành đàn ông trở lại đó. Ê, 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 trời, ghê đó, khúc đó ghê chưa? Bà. Đó. Trời, BD vui gần chết, BD sướng gần chết. Thì đó, bây giờ tôi nói nè, về đoàn phụ tụi tôi đi. Bây giờ đang rất là cần người. Thì cái vụ nãy tôi kể đó, cái đội đá banh đó, bà tính đi, bà suy nghĩ đi. Không lẽ giờ bà muốn cả đời bà ở đây để mỗi ngày bà ăn đập hả? Bà ăn đập hả? Hay sao? Bà về đoàn với tụi tôi đi. Bây giờ tụi tôi đang cần bà. Cái giải đá banh nó rất là quan trọng luôn. Thiệt. Thiệt. Bà không về chắc tụi tôi cũng biết làm gì luôn má ơi. Từ lúc đoàn thiếu bà vắng hơi đàn ông. Trời ơi, bà nói kỳ cục đi trời. Nhưng mà về đoàn rồi bà phải phong tôi là ngọc nữ nha. Rồi, rồi. Được hết đó. Tôi nói thiệt với bà nè, có chồng vậy á không có sướng đâu. Về chị em đùm bọc với nhau mới sướng mà, đúng không? Chị em mình có nhau đó. Ừ. Nghe mấy bà nói thì tôi cũng muốn đi lắm. Mà thôi để tôi vô tôi xin ổng tiếng. Xin lỡ rồi xin đi. Mình ơi, mình em mình. Chị em xin đi chơi đá banh với mấy bà bạn như mình nghe. Mình ơi. Giờ nó vậy đó, vô kêu nó đây. Gì? Chị phải đợi nó xong thì chị mới vô. Đợi nó chị biết chừng nào. Ê, cái chị mới diễn xong hả bà Nhi? Chị phồn luôn sao? Đi đâu vậy? Chị kiếm em chứ đi đâu? Kiếm tôi chi đi trời. Thì biết kiếm mà là có chuyện rồi. Nói nghe nè. Sao? Vụ gì? Bà tính đi hát quán nhậu về hoài luôn hả má? Sống một mình như vậy hoài à. Về đòn đi, có chị có em. Trời ơi, nói chung là quen rồi. Với lại đi hát gì riết cũng có tiền nữa. Thôi má ơi, má ơi. Bây giờ á, trong đòn đang rất là cần bà. Sao cần gì nữa? Con bé Nam nó nhập viện, bệnh nó nặng lắm. Giờ phải tham gia cái giải đấu á. Đâu đá banh má. Trời. Nếu mà cái giải đó mà mình nhận được á thì mình sẽ rửa được cho con bé Nam. Còn nếu không á là bây giờ không còn cái đường nào mà để xoay sở hết trơn á. Vấn đề là em nghỉ đòn cũng lâu rồi mà có liên quan gì nữa đâu. Tới đây là tôi nói thật lòng thật dạ luôn. Năn nỉ em luôn. Coi là mày sắp xếp được mày về đòn đi. Chị em là ai cũng muốn mày về hết trơn á. Trời ơi, nói nghe nè. Về thì về nhưng mà nào là tiền bạc, gia đình, rồi đủ thứ tiền hết trơn. Đâu phải nói về là tiếng đơn giản đâu. Phải lo kiếm tiền, lo cho gia đình nữa. Và biết tôi cỡ nào tôi. Sao mọi người không biết hiểu cho em vậy? Bây giờ biểu em về, em không có về đâu. Sao mà được? Giờ nói thiệt luôn, nếu mà bà không về á thì không cách nào cứu bé Năm luôn á. Nhi, thôi em nói nghe nè, không ấy nhờ ai được có nhờ đi. Chứ bây giờ em còn phải lo đi làm nữa. Biết bao nhiêu công chuyện của em. Mấy chị năn nỉ em thiệt đó Nhi. Thôi, coi như em xin lỗi đi nghe. Nhi, coi gì mốt gặp lại nghe. Trời nghe. Thôi em chào Nhi. Nghe. Ê Nhi, con này sao nó vô tình ghê á. Thôi vậy là xong rồi nha. Rồi. Tôi đá nha chứ dạ. Tôi mềm chú lắm á. Dạ. Rồi em đi. Rồi đi đi. Vậy con vô tính với mình kìa. Trời ơi lẹ đi thôi. Trời bóng tiếp theo. Dạ đây.
Ủa đi đâu vậy? Tụi em đi thi đáp anh nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Trai không ra trai, gái không ra gái. Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy trời. Vậy chứ mà hỏi chị, chị là gì? Tuổi gì vậy tôi? Dữ chứ. Alo. Anh nè em, ở gần xong rồi, lát nữa anh về anh chở mình đi ăn kem nha. Trời ơi, yêu em nhiều. Tôi là phụ nữ. Trời ơi, phụ nữ mà mấy anh phụ hộ vậy. Bà nói nghe nè, không có phụ nữ nào mà alo. Em hả, chúc anh về anh chở đi ăn kem. Đó nghe, đó nghe. Hồi phụ nữ mà biết tin chị vậy đó, chắc đuổi chị sớm. Để tôi, vô đây làm gì đây? Ê, vợ chị gọi, vợ chị gọi kìa. Ủa alo, em ơi, anh đang là... Tôi có giỡn mặt với mấy người nha. Vô đây làm cái gì? Ta đăng ký đó banh. Đăng ký cái gì? Có đọc kỹ không? Có. Tôi đang cần một đội bóng. Thì bóng trời ơi. Dễ dàng quá. Trời ơi. Không phải bóng này mà là bóng đá. Ủa gì vậy? Chú Tèo. Chú Tèo nói chuyện là phải rõ ràng. Ừ. Đúng không? Ví dụ muốn cần đội bóng đá phải nói cần đội bóng đá. Đúng rồi. Không có cần đội bóng nguyên đội bóng gió vô. Ok ok, bây giờ tôi nói lại. Tôi cần một đội bóng đá có đủ 13 người, 11 người ra sân còn 2 người dự bị, có không? Ở đây có 12 người rồi. Đâu rồi? Giờ tụi em 12 người rồi thì cho tụi em đăng ký đi. Mà nè, hồi nãy á tụi em thấy hả, cái anh kia vô đăng ký có người xong đúng đi ra. Rồi hồi nãy mới đăng ký có người. Thấy có người. Không thích. Tôi là ban tổ chức, tôi không thích. Đúng rồi, 3 người. 13 là 13. Nè đây nè, từ nãy giờ á nói chuyện mà muốn nổi máu đàn ông lên luôn. Ủa sao vậy? Người ta ở đây á 12 người thì bây giờ cho 11 người đá, một người dự bị chứ làm sao? Người ta vô người ta nói chuyện nhỏ nhẹ với mình quá mà. Dạ, chị ơi cho em đăng ký. Thì có cái gì đâu mà mình khó chịu với người ta, hay là kêu không đúng cái chức danh rồi quạo. Muốn kêu bằng gì, chú 9, chú 10 á hay chú 6, chú 7 mà tự nhiên khó với người ta vậy nè. Thiếu một người dự bị nhưng mà trong giới mà kỳ thị kiểu này á, tụi tao dư một người để đánh mày đó. Bây giờ từ từ nói chuyện mẹ ơi. Trời ơi. Đó. Cái máu là ông. Cái miệng quá trời quá đất vậy à. Hèn chi nó chửi là đúng rồi. Không. 13 là 13, 13 là 13. Mặt nói nha. Bộ 13 là đám giỗ ông nội mày hả gì vậy? Ồ sao biết hay vậy? Trời ơi. Tới ăn nghe bữa đó đợi hát của tới ăn. Trời ơi. Tao tức bời má. Bây giờ coi cho đăng ký không? Không. Bây giờ mấy người không đủ 13 người chứ gì. Tôi tuyên bố kết sổ. Khoa. Tôi chơi với mấy bà. Ba người rồi mà bây giờ tôi không thích. Trời ơi. 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 Trời vô vô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đội bóng tên gì? Chú Tèo hèn. Ủa đội gì sao thắng được? Tôi nói bà đó. Tôi hỏi đội bóng tên gì được dẫn anh? Hương Nam. Hương Nam mà phụ nữ không trời. Trời thì ơi. Có cái Hương là nam thôi, còn lại là nữ đó má. Tên cũng hay á. Trời ơi. Khen nữa, ai mượn khen. Nhiều lần. Ai trong rồi đó. Được chưa? Thôi. Chị ơi, em có món quà tặng cho chị. Không, 13 đứa con đứa biết điều. Bóng là mình phải biết điều. Đó. Trời ơi, nè, tao nói không, chực mệt quá, cho ăn cá mồi. Cá mồi mà ăn gì? Tự nhiên có cháy con mồi rồi. Chị ơi, ăn ký xong rồi, cảm ơn chị tiêm về. Tiêm về. Vậy chuẩn bị tốt kia. Ok. Bóng mồ môi rơi đầy trước ngõ. Bóng mồ môi rơi đầy trước sông. Sao đó, cái đám bóng chớm tụi mày ra tao coi nha. Tụi mày ra sân có đá được với tao không nha. Đồ quỷ à. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, bà gan quá à. Bà chắc chưa vậy? Chứ bây giờ hết cách rồi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi là tôi thấy không có ổn đâu đó. Tự nhiên nguyên một quầy VD bóng gió gì không yếu nhớt rồi tự nhiên kêu đi đá banh làm sao trời. Bây giờ hết cách rồi má ơi. Còn có một cách đó thôi đó. Trời ơi, bà biết cái dân thể thao rồi đó. Đám đó dân thân trai sức dài dai rộng không à. Bây giờ hả, giờ không được cũng ráng cho được nữa. Cái không có gì mà làm không được hết trơn trời á. Bà thấy cái giải thưởng đó nó lớn không? Lớn thì lớn nhưng mà tôi thấy kỳ cục lắm, làm vậy sao được. Mấy bả thì ai cũng yếu nhớt hết trơn à. Bóng gió từ xưa giờ có biết đấm đá gì đâu. Thiệt tự nhiên bây giờ bóng gió không kêu đi đá banh là sao trời, cho người ta cười vô trong mặt hay làm chi.
Thì bây giờ từ xưa giờ có ai dạy đá đấm gì đâu mà tự nhiên cái giờ đi kêu đá banh là không biết đá banh là đá cái gì nữa. Mà mới nói gì? Tôi nói là tụi tôi không có biết đá banh. Rồi mấy bà trong đoàn yếu nhớt rồi đá gì loại ai đâu mà đá. Ai dạy dỗ gì từ xưa giờ có ai biết đá đấm cái gì? Câu bà mới nói đó. Là gì? Có ai dạy mình đâu đúng không? Yên tâm, tôi có cách. Vậy là hành trình đi tầm sư học đạo của chị em chúng tôi chính thức bắt đầu. Trời ơi. Nội. Có gì vậy? Chạy gì kỳ vậy cha? Trời muốn gớt cục BD ra ngoài luôn á trời. Trời ơi, tới đâu rồi? Trời ơi, sao đi hoài mà không thấy tới gì hết trơn vậy? Sao quá vậy trời? Từ quê tôi xa chứ không phải gần. Chạy cái tới liền. Tôi chưa biết ở đây ở đâu nữa nè. Rồi đi đúng đường rồi đó, mà sắp tới rồi. Mà nói nghe nè nha. Đợt này về cái bà này là khỏi chê. Cái bà này là tôi thân với bà luôn á. Biết cái gì cũng biết hết trơn á. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nha. Cái gì chi mà cũng biết hết trơn trời á. Xuất sắc quá vậy trời. Không phải rồi. Ri gì cũng biết hết á. Mà đi vô chi tiết thì không biết cái gì. Trời ơi, cái gì mà đi gì mà từ năm này qua tháng nọ. Ê, đi từ mùa mít năm này tới mùa chuối năm sau mà cũng không thấy tới nơi. Nó về mẹ cho rồi đi, thiệt có mệt quá rồi. Thôi má ơi, trời đất ơi. Chịu khó đi chút đi. Nằm xíu nữa tới à. Xíu từ nãy giờ 16 lần rồi đó. Mệt ghê, ghê than sợ. Nóng nực quá rồi con này đó. Dạ. Thôi ăn hoài xin miếng coi. Trời Phạt ơi, ăn vậy mà chưa mập bằng bà nữa đó má. Mập là mập gì? Mập gì? Mập là mập địch chứ gì? Mày mới mập địch á. Trời ơi, chị nhìn coi, tôi vậy mà mập địch, bà mới mập địch á. Mày không mập địch thì mập mặt. Con cái mặt của mày kìa, cái mặt của mày để 72 trắng chè thêm dư chủ lại nữa. Mặt là mặt bà đó. Mặt mày á. Bà. Mày á. Bà chứ ai. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bà dằn mặt tôi hả? Trời ơi, cái gì vậy? Mày không biết nhịn chị em gì hết á. Địch cái là mày làm lại cái à. Mày chắc tao sợ mày. Trời ơi. Trời ơi là trời. Bà hơn thua với tôi á hả? Chứ gì nữa. Mà bây giờ mày muốn sao? Tao muốn sao? Mày muốn sao tao muốn gì? Trời ơi mày là trời. Mày muốn gì á chứ. Trời ơi. Hai đứa mày điên hay gì vậy? Má nào chơi giống như đánh bơm nhiều chết vậy má. Không phải tôi. Cũng phải tôi. Vậy chứ ai? Ai? Chị đó. Trời ơi. Chị định chặn mặt hai đứa tụi nó đó. Trời ơi. Chị ơi chị em lại chị thiệt luôn á. Trẻ không chơi mà già đổ đốn. Bà không phải đổ đốn đâu. Mà là bà già là già đủ địch đi. Chị làm cái nữa nha. Trời ơi. Trời đất ơi á. Cái gì vậy? Mày định chi cho cố xác rồi đuổi xuống hết. Trời ơi, tại bà chứ tại ai? Tại tao nào? Tại sáng sớm mày rủ tao ăn hột dẻ, hột minh chi. Ai biểu bà ăn giờ bà đỡ hồi tôi rồi, bà vô duyên trời. Thôi được rồi, tiếng bé rồi. Cái gì mà đi trên xe như cái mùi chuột chết vậy đó. Tại ba bà hết đó chứ tại ai? Trời nắng muốn chết kìa. Thôi bà không lo rồi, giờ không biết đi bằng cái gì đây nè trời. Ôi, mấy chú em tính đi đâu vậy? Chú em. Trời ơi, kêu gì mà lạ đời. Chú chính, chú có lộn không? Nhìn mấy cái mặt gì kêu chú em hả? Đúng rồi đó, chú anh ơi. Tụi em phải chú em. Đúng rồi. À thì mấy ông anh. Trời ơi. Chú ông anh nhìn. Nhìn kỹ nguyên một giây từ đó lại đây. Dạ, tụi con đích thị là BD. Đúng rồi đó. Không phải em nha, em gái. Biết rồi. Dạ. Vậy thôi giờ mời mấy ông anh BD đi lên ga đây. Trời ơi. Dạ BD thôi, đừng có ghép vô chữ ông anh. Rồi. Phá bỏ cái giới tính thêm đi. Đồ quỷ. Đàn ông mà cứ lôi vô đây hoài. Thôi xin lỗi làm dữ vậy. BD thôi nha. Xin lỗi vậy tôi mời mấy cô BD lên ga tôi chở đi nha. Má ruột dễ sợ nè. Nghe cũng dễ thương. Cô BD. Mèn ơi, từ đó giờ tôi thấy toàn nghe người ta nói với câu tư bi không à. Tôi đâu có gặp bê đê ngoài đường như vậy đâu. Chị nó nghe nè, anh dí mình như là cái gì quý hiếm lắm. Mà tôi thiệt nha, chơi bê đê vui không sao, kéo nhau đi đông dữ vậy. Trời ơi, vui.
chơi không, con chỉ cho chơi vui lắm. Tôi thấy cũng vui nha, nhưng mà chơi gì ba má có buồn phiền gì không? Chú tôi thấy cũng đâu có gì đâu, buồn phiền, tôi thấy vui mà. Ai nấy cũng đẹp quá trời đó. Rồi chừng nào lấy vợ? Trời ơi, trời ơi, lấy vợ, mã chú lấy vợ, ôi, người ta dưới quê, người ta nói như vậy chứ trong bụng tao có gì hết trơn á. À, hiểu rồi, hiểu không? À, dạ. Ừ, ông anh này lớn nhất trong đám này chắc vợ con một bầy rồi phải không? Có ghẹo cái máu đàn ông của bà anh ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh đánh anh ba xác luôn đó. Trời ơi nè. Thôi. Đi, người ta phải kêu bằng chị, bằng cô gái, bằng phụ nữ. Nghĩ sao kêu bằng chú? Thôi được rồi, anh em lên ghe đi, lên ghe đi, lên ghe đi. Xuống đi. Lên ghe đi. Lẹ đi. Thôi ta không biết gì. Chết rồi. Ơi, cho chị Phụng đừng chết nha. Đi chú chị Phụng ghé sao anh nha. Chị Phụng ngồi đầu ghe đấy, ông ngồi cuối ghe. Từ từ. Tôi có bao nhiêu đem ra chơi hết. Sắp đi vậy. Trời ơi, chưa giờ cực lắm luôn á. Thôi giống chết. Mày thằng ghét cái gì? Cái gì vậy? Anh ơi. Dạ. Ủa, chừng nào đò mình mới chạy vậy anh? Nước lên mới chạy vậy. Nước lên mới chạy dạ. Vậy chừng nào nước mới lên vậy? Khuya nay nước lên. Chị Phụng ơi, ổng nói khuya nay nước mới lên kìa chị. Ê, nói nghe nè Su ơi Su. Gì chị? Đi về quê em hay là đi thỉnh kinh mà chị đâu phải tài thiên mà em cho chị quần cốt vậy em? Dạ chị ơi, trời ơi, quê em ở trong đồng trong kẹt chứ không phải là ở ngoài đường. Rồi bao nhiêu thửa nữa mới tới nhà má má? Tới rồi nè, ba thửa nữa tới rồi. Trời ơi, ba thửa nữa. Gió lạnh lạnh buồn nơi, khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, tôi nói không nên lời, càng để yêu thương mến anh. Ôi trời đất ơi chị Nga, khuya lắc khuya lơ mà chị hát cái bài gì nghe lạnh lùng rồi hả, nổi da gà giáo hết trơn chị. Má này nữa nè, trời ơi tắm cũng gụ tắm chung, nãy bắt hả kỳ lưng kỳ nách rồi đó, giờ bắt chảy đầu. Trời ơi mày đuôi mày cũng thấy mờ mờ chứ trời, căn nhà thấy ghê muốn chết. Tao chui vô tắm một mình nên tao sao tao chịu nổi. Trời ơi, sợ em má sợ chị còn sợ không? Trời ơi, tao ghê dễ sợ luôn. Trời ơi mấy luôn khó. Bởi vì em thấy mấy chị vậy em đâu có dám vô đâu. Ôi em ở vô vậy luôn. Ôi trời ơi, đầu mày như ổ quạ kìa má, tắm lá đi tắm đi má ơi. Phụng chị nói nghe là thiết nghĩ trong nhóm này á là em là người cần tắm nhất đó em. Muốn mắt luôn á. Trời ơi. Con nó lố dễ sợ, nó la hết hồn. Hết hồn ngựa. Tao làm gì mày la làng vậy mày? Ủa mà như ma vậy má, nửa đêm không ai mà thò cái đầu ra gì sau lưng ta. Chán mấy má người sợ biết sợ gì, nó sợ gì phải không? Nó sợ tôi phát hiện, nó nhắn tin với trai á. Trời ơi. Tao thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Gửi hình trai mặc đồ nha, tao thấy nha, tao thấy nha. Thương quá. Mở nào má? Không có. Mày khỏi thường, mày tao mở. Mày mở ra. Mày giỏi mày mở ra. À thì quét xương xương. Quét đây thấy ma thấy quỷ cái gì má. Ê nói nghe nha, quét sao gặp chị Phụng giống gặp mặt trời. Trời ơi, về quê bà buồn quá, kiếm mấy anh trai làng như vậy. Ờ vậy á. Kệ đi, cho nó quét thoải mái đi. Ê nó nghe nè, tắm hết chưa vậy mấy bà nội? Má ơi má muốn tắm có được đâu. Bội Nhi Yumi tắm gần cả tiếng đồng hồ trọng kìa. Nè em ở vô tụi tắm lâu lắm nè. Ồ, nó lâu lắm. Nó nghe. Có khi nào nó vô toilet xong nó lấy nhau. Đừng có nghĩ bậy cho chị em gì, mình đi vô mình rình đi. Thôi bà. Ôi trời ơi. Đuối mắt mấy má ơi. Nhà không có ai hết trơn vậy em.
Trời, nói nghe nha, cái nhà này á là nhà thờ đúng không? Giờ nhà quan đâu ai ở đâu ha. Trời, nghi lắm thấy không? Mình nghi lắm luôn. Nhà của gia đình ha. Nhà của gia đình chứ không phải nhà ma nha. Trời đất ơi là trời. Tại vì á, ba má em giờ lên Sài Gòn rồi. Nhà này nhà thờ tổ tiên thôi hiểu không? Đó, giờ để không vậy đó. Ê, chị Nga. Gì bà? Chị hỏi á, không mấy chị thích không? Gì? Em chia cho chị một cái lô khoảng 4 mét vuông ở trước cái bàn thiên đó. Rồi em gắn máy lạnh hai ngựa cho chị xài. Trời ơi, quỷ mất vậy. Trời ơi. Ê, nói nghe nè. Mà thiệt, tôi nói thiệt mấy bà này sợ đúng đó. Gì nãy mà vừa về tới đây nè, tôi nói thiệt tôi nhìn vô tôi tính đâu cổ mộ của cô Long Dương quá. Mất dạy. Tôi đứng đây hồi tôi sợ con chim điêu gấp tôi đi á má. Trời ơi, đại bà gấp bà đó. Nói nghe nè, không chim điêu nào gấp con chim heo được hết á. Mệt lắm. Rồi thôi coi tranh thủ rồi đi tắm đi mấy má. Cái gì? Im luôn đi, mày nói cái gì tao không có nghe chứ. Vậy. Hai người đang tập hát nhạc không lời hả? Khùng quá bé. Cái này nhỏ em họ bị vậy đó. Chào mấy chị đi cưng. Dễ lên chị giống đi. Đâu? Nó nói nó mất ị kìa. Mày á, mày bậy bạ quá. Quỷ khùng. Nó đang gì, con nhỏ dễ thương. Gặp mấy chị cái mời mấy chị đi uống xá xị. Ôi mà nội. Má ơi. Trời ơi. Con lại mấy má. Nha mấy má lanh quá. Nó nói chào mấy chị. Chào em. Bé gái cưng quá. Ủa. Nó BD hay là gái vậy? Đi lên ăn gái hả? Hèn chi. Quá trời đẹp. Trời ơi là cái mặt này đúng hường luôn. Nhìn nè, nhìn kỹ nhỏ đi. Cái mặt của nó y như con cu ma thông vậy nè. Ôi con này nó hổn dễ sợ. Mới lâu đậu gặp nó chửi chị BD đuôi kìa chị. Con này hổn láo, con này hổn láo. Nó nói chị bụng BD đuôi. Mày đứng cái miệng mày lại đi. Mấy chị nghe, tự nhiên nghe nhỏ này cái chửi nhỏ. Nó nói kìa. Nó nhìn vô chị Phụng, nó nói lặn bê tui. Trời ơi. Lại với mẹ, nhỏ nó là mấy chị bê đê vui. Tao gả vô họ hai mày. Trời ơi, quỷ. Thôi, nghe thấy nó vậy chứ dễ thương lắm. Với lại mình tìm đúng người luôn. Sao vậy? Trong xóm này nha, ai sống sao ha, ăn ở sao đi đâu ha, ăn đứng nằm ngồi sao đó biết hết. Trời ơi, trong tay nó giống như cái la bàn vậy đó mấy má. Nó làm khu vực hả? Làm công an khu vực hả? Mày nói không, sao nó cái gì đâu không biết hết vậy? Nè, muốn kiếm ai? Hà của anh chứ gì? Chị Hà kêu anh bà ở đâu? Trời đất ơi! Chị kêu anh bà chết rồi kìa. Sao? Nó mới nói chị kêu anh học máu học quạc kìa. Học là cái miệng mày ngồi là mệt quá. Cha mày. Thiệt. Trời ơi là trời quá đất. Ủa em chỉ đường cho tụi chị xuống địa ngục hay gì vậy em? Thôi, trời ơi, nó nói vậy nè. Chị Hà kêu anh ở xóm trên đi vòng cho ảnh á. Kiếm ai cho ảnh hỏi, chứ nó không biết. Y quá, phiền dịch. Ủa sao kỳ vậy? Sao bà mới nói là con nhỏ này cái gì nó cũng biết mà. Ừ, của bà nói. Nó biết ở xóm dưới nha, còn xóm trên nó không biết. Xóm trên địa bàn của đứa khác. Ờ, thì cũng phải đó. Thiệt luôn. Nó nghe là cưng. Giờ tụi chị chứ mà ăn trộm nha. Tụi chị bạn ở xa về không phải ăn trộm. Thôi về nghỉ đi. Mấy bà nhìn kỹ kìa. Con kìa nó đi vô bóng đêm, tôi thấy đúng cái đầm mấy cái đốm nhắm sao thấy đâu đâu. Mấy bà, tôi nói nghe nè. Gặp cái con nhỏ này á, tôi chắc chắn rằng cái nhà này là không có ma. Sao vậy? Cái mặt nó như con quỷ mà ma nào dám tới. Trời ơi, bớt đi. Chứ còn gì nữa. Nói nghe nè, giờ mấy chị em đi ngủ đi. Rồi sáng mai mình tranh thủ mình thức sớm xíu mà đi kiếm mà. Nghe nè, chị dẫn em đi tắm được không? Chị canh em tắm đi. Thôi, vô đây đi má. Ngủ đây. Đi đi. Gì đó. Đi vô đây. Nó tắm tới đâu rồi? Tắm đi. Hai con đó chắc chết chắc chóng luôn hả vậy á? Tranh thủ đi tắm đi mấy má ơi. Đi đi mẹ với con. Thank you.
có chắc là cái chỗ này không vậy má? Tôi chắc chắn với bà là con Ngọc Trinh nó hẹn trai ở chỗ này. Tôi nghe nó nói chuyện điện thoại vậy đó má. Trời ơi, không ngờ sống bao lâu nay cái gu nó mặn như vậy. Không ngờ nó thích mạo hiểm. Thì như vậy tôi mới rủ bà giả ma hù đó nè. Chí này tôi với bà hù cho đó tủ quần luôn. Ừ vậy đi. Trời ơi, đã đi tới đây rồi vẫn nó theo chi, làm cho nó hù mình hết hồn. Con xin lép, mày qua đây coi, đi qua đây nè. Thôi, làm cái gì vậy? Đâu rồi rò ra vậy? Thiệt luôn á. Trời đất ơi nè, rồi hả, bà cứ dẫn nó theo chi? Nó ú à ú ớ. Ú à ú ớ thì đúng rồi, thì nó không nói chuyện được. Nhưng mà tại vì nó là người ở đây, tôi mới dẫn nó theo. Trời đất ơi, nãy giờ nó ngửi đây mà nó dẫn mình lộn mấy vòng rồi đó. Nhưng mà nó người ở đây, nó mới biết đường, nó mới chỉ mình chứ. Trời đất ơi, nghe lộn mấy vòng rồi nè, biết được gì mà. Ê, nó hiểu nha. Bà nói với nó là nhanh chóng dẫn đến chỗ Ngọc Trinh, rồi mình hụ nó lẹ rồi mình đi về má ơi. Giờ nói sao bà nội? Ủa sao? Nhưng mày mới nói nó hiểu mà. Trời ơi, mày nãy hên thôi, hên vô tình là nó mệt nó nghỉ thôi. Thôi dẹp nó qua một bên đi. Mỗi đứa một hướng, đi tìm. Ừ vậy đi. Mệt quá. Ủa, bà Lê. Hả, Linh Anh? Bà gặp nó đâu không? Chưa có thấy nó đâu hết trơn rồi á. Ê, trời ơi, nó tới trước mình nữa ta. Thì nó là người ở đây, cho nên tới trước mình là phải rồi. Xem lấy. Thôi đi, nó không ưa bà. Bà coi tôi nè. Trời ơi, phải mày xin lét. Xin lét là tao lại mày. Trời đất ơi, má ơi nó giỏi gì, nó vẽ cái mặt cái trang của quỷ luôn. Ê, chiến này còn Ngọc Trinh ha. Chạy tuột buồn cho mà coi. Mà nhìn cái mặt thì giống nha. Ý chang nha, quả chàng hay nha, xin lét nha. Không, mà lo mà nhìn kìa, có cái chân kìa. Ôi, còn hỏng. Nó hỏng không rút luôn. Trời ơi, nó còn lúc lắm. Bà Lệ ơi, bây giờ tôi với bà làm giống nó đi, cho nó đừng có phát hiện má ơi. Lố rồi má ơi. Linh Anh ơi, chạy đi bà ơi. Linh Anh. Xin lét, xin lét, xin lét, trời ơi, em ơi. Xin lét rồi. Oh, my God.
Ôi trời mẹ ơi, đất mẹ ơi. Nó mệt rồi. Có nhiều miệng anh lắm không? Tắt đèn, tắt đèn đi. Rồi, mở đèn đi. Mở đèn đi. Em đã sẵn sàng. Đúng rồi. Phải vậy nè, thì mới vừa miệng. Chứ như hồi nãy là hơi mắc xương nghe cưng. Hồi nãy em còn lòi chút chút. Ừ, trời ơi, thương quá. Vừa miệng thiệt không à? Rồi, ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Anh nói thiệt nha, hồi nãy á, ăn em giống như là ăn nồi kho kho dịch vậy đó. Đừng có. Mày nói gì mày? Trời. Ủa sao hồi nãy giống như kho dịch, giờ giống như khô cái mập vậy? Ý mày sao? Không biết, anh em ngon. Em ngon. Ngon thiệt không? Ngon thiệt. Ngon thiệt chả dẻo mồm dẻo miệng. Nhưng em thấy còn thiếu. Thiếu gì vậy? Thì kho dịch mà phải chi mà có thêm dưa chua củ kiệu là đủ món ngày Tết luôn. Trời ơi, nói củ kiệu là có mà. Có đâu? Có. Gì có? Hai cái nách của em nè. Trời ơi, tao nói cái nách đó chua. Nó nồng. Nó hực. Trời ơi, cái củ kiệu vậy. Nhưng mà ngon. Ngon thiệt không? Ngon, cái mùi của kiểu đó. Thích quá. Mày mình nói nghe nè. Quê ảnh đây luôn hả? Đâu, anh ở dưới Sa Đéc á. Sa Đéc? Sa Đéc? Ừ. Cùng quê. Ủa em ở dưới Sa Đéc luôn hả? Đồng Hương. Trời ơi, hàng chi. Như em nè, ở dưới anh nhiều lắm. Trời, nhiều thôi. Nhưng em là đẹp nhất. Trời ơi, dễ thương á. Ủa, nhưng mà dưới Sa Đéc lên đây làm gì ạ? Anh lên ăn đám giỗ gì của anh. Ồ. Sẵn đó kêu anh mở cái app đó. Anh đang ngồi chơi rảnh quá mà mở cái app ra. Anh quét. Anh quét rồi anh thấy em. Rồi anh quét em luôn. Trời ơi, công nhận. Công nhận anh quét xuất sắc thiệt. Anh quét hết hũ kim chi của Kiều với em luôn. Trời ơi. Ủa, ai dính gì vậy? Mèo. Mèo con, em thích mèo. Ủa, ba con mèo. Mèo 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 mèo. Sáng sớm thấy ánh nắng chan hòa bên căn phòng, em đưa tay miên man bên cạnh sao nghẹn ngào. Ủa vậy? Ô kìa, cô bạn lớp bên. Gì nữa đây? Ủa, chăm chỉ quá ha. Đương nhiên rồi, chứ đâu có thất học như bà. Để tôi coi coi. Trời ơi, bà đang học ngữ văn hả? Tôi nghe nói ngữ văn của bà học quá thì toàn 9-10 điểm thôi mà bà học làm chi vậy? Cái nốt của bà, tôi nghĩ bà phải nên học giáo dục công dân thì nó mới phù hợp. Phải rồi, giáo dục công dân tôi chỉ cần học 2 trang. Còn cỡ bà sao? Có nhai nửa cuốn mới xứng tầm. Tầm của tôi á, có nhai nửa cuốn thì lỡ một mai bà có giảng sanh tịnh độ thì tôi cũng đốt hết nguyên một cái bộ sách giáo khoa cho bà đó bà ơi. Tôi phải giảng sanh chứ, để sau này tôi còn độ cho bà. Chứ cái nghiệp của bà, ai mà độ bà cho nổi hả má? Bà coi kìa, cái đạo đức của bà nó giả trân giống như là cái mặt của bà vậy đó. Tính độ ta không độ nàng hả? Ráng mà lo học đi má. Đương nhiên rồi má, tôi phải học để sau này tôi còn trở thành hoa hậu toàn cầu nữa chứ. Cầu tiêu đó bé ơi. Cái dòng BD bóng gió lông chân thì nhiều mà mày đặt đòi làm hoa hậu toàn cầu. Ủa, thì đó là ước mơ của tôi, ai cấm? Nói chung á, là tôi cũng không có cấm. Tại tôi thấy bà kìa đu cao quá nên là tôi giật nhẹ cái cọng dây này cho bà té từ trên trển xuống bà bể đầu bà chơi vậy đó, được không? Tôi mà có bể đầu á, chắc bà toàn thay hết cái con BD kia. Bà kêu người ta BD á mà bà không có ngó lại nguyên cái quả địa cầu này, gần như ai cũng biết bà bóng lỗ hết trơn á bà. Quả gì cũng được bà, trừ một quả ra là được đó. Quả gì vậy? Quả báo nhãn tiền. Ý bà là sao? Nó chuẩn bị, nó quật tới nơi bà đó, cho cái lồi cái cục BD của bà ra đó. Trời, cái con quỷ thì nãy giờ thương nhật mày nhiều lắm rồi nha. Kìa, đó, cuối cùng cũng lộ cái cốt cách mà lưu manh thảo khấu ra rồi đó. Tao á, mà có lưu manh thảo khấu thì cái lồi của mày cũng chỉ là thổ phỉ sơn tặc thôi. Rồi bây giờ tao thích nói như vậy đó, rồi mày làm gì tao? Mày có gì hơn tao? Tao có cái gì hơn mày hả? Tao có boyfriend. Tao nhiều hơn mày đó, nhớ kỹ đi. Vậy sao? Tao có tóc dài nè bé ơi. Đây nè. Ba cái tóc này nè,
đi nói mấy hồi còn thôi mua bộ tóc giả tao chạy phơi phơi trong gió, tao có vàng. Bị nóc hả má? Tao có hình xăm. Cái này là gì, nhìn giùm mình cái đi bé ơi. Mà xăm cái con gì vậy? Coi coi, con gì vậy? Con sói cái. Cái con sói cái để cắn mấy cái con bóng săn si như mày đó. Ôi trời ơi, trời ơi, mày có cái giọng điệu của mày kìa. Mày thô lỗ như là cái con sói mà mày xăm vậy đó. Mày nghĩ sao trong cái môi trường học đường mà mày có thể xăm những cái hình xăm mà nhìn phản cảm như vậy hả bé? Nhưng mà tao nhớ không lầm là cái hình xăm này nhìn nó hơi bị giả trân á bé. Sao biết giả? Đâu phải mình tao biết đâu, nguyên cả trường biết đó má. Rồi, hồi nãy mày nói hình xăm mày là cái gì? Hình xăm của tao hả? Coi nè con, ba con mèo. Chính xác, ba con mèo đó. Mèo 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 mèo. Bé mèo hư hỏng, bé mèo cu te, ngột nga ngột ngào như một thánh chô cô bé. Anh nào mà có yêu bé thì phải ấn phím một cho bé nhỏ. Kim Lê. Đi mấy má ơi, lẹ lên. Trời ơi, trời ơi, sắp tới rồi. Để nè, từ sáng tới giờ bà gần 100 cái sắp rồi đó. Thôi bớt đi nè, nó nghe nè, tôi kể cái vấn đề này nghe ha. Mấy bà không ghiền mà mấy bà không phấn chấn tinh thần lên, chịu cái gì cũng chịu chứ. Cái gì? Sao vậy? Trong cái xóm này nha, có cái anh đó đẹp trai ơi là đẹp trai. Trời ơi, chưa hết nha. Đẹp trai nè, body sáu múi nè. Mà đặc biệt nha, khoai to. Ở đâu vậy? To mà to cỡ bắp đùi là trời ơi. Nhưng mà kể cái này bất ngờ lắm nè. Cái gì? Ảnh là bồ cũ của tôi. Ôi, hay bả rồi. Trời, tôi quậm ảnh mấy lần luôn. Trời ơi. Tên Mạnh. Bởi vậy hả, anh làm phát nào phát nấy tôi nói. Tôi lên ray luôn vậy đó. Má nó có vàng nè. Sao má? Tính số bà hơn nè. Trời ơi, ngon lắm thiệt sự luôn. Ơi, nè. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Trời sao đi đâu vậy trời? Cái gì mà một bầy đứng vô là dịch vậy? Trời ơi, trời ơi. 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 Để tôi. Má ơi. Má. Ê nha, con này nha, tao hồi nãy giờ tao chỉ kêu mày tránh đường, tao nói gì mày chửi tao má này má nội làm sao? Tôi có không mà tôi làm chứng bà chửi bà. Thôi không hổ. Không mà bà đó bà hi bà. Thấy chứng bà. Dạ, nên dạ thưa mấy má của con kêu má là má bên đây, má bảy. Nhìn đó có không con nè. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, thằng Tèo. Thằng Tèo. Tèo nè, mới về hả con? Vừa mới vừa quay chưa hả? Tèo ơi. Tèo. Thôi. Trời ơi, phải. Chợ Tèo gì mà Tèo hồi xưa thôi. Còn bây giờ đổi tên rồi ta tên Su Su nha. Kêu Su Su nha má bạn. Trời ơi, bà đặt Su Su bất kể rồi nữa. Trời ơi, nó nghe nè. Má anh Mạnh nè. Mới kể là gặp liền hay có duyên ghê chứ. Trời, con mới kể về má luôn. Con mới kể về má. Anh Mạnh là con của má đúng không? Cái người này không có tin là có anh Mạnh tồn tại trên đời này đó má ơi. Cái thằng này nó bạn của thằng Mạnh. Hồi nhỏ đó là ở chuồng tắm mưa, tao nấy chạy đá banh còi còi ngoài đường vậy đó. Hai đứa đó, thằng này hồi nhỏ đen thùi lùi. Tèo mà con tèo đen. Dạ trời ơi. Im đi mấy mẹ chơi hả tụi con? Dạ, trời ơi, dạ. Cô nói với bạn nghe nè. Gái quá vậy ta? Dạ con với lại anh Mạnh á. Con hả, Thanh Mai Trúc Mã đó. Nhưng mà tại vì công việc con mới bỏ xứ con đi xa thôi. Má. Hả? Không ai hết chuyến này nè. Con giải quyết xong công chuyện hết trơn á trời á. Má hốt con về cho anh Mạnh đi. Trời con làm trời dâu má cho. Nha, trời ơi, anh Mạnh anh dễ thương lắm nha. Anh Mạnh giờ này anh khỏe má hả? Thấy bầy đẹp đẽ như vậy. Dạ. Cứ bay cho Mạnh cái một. Thấy chưa? Đẹp gái quá trời mà. Dạ. Đám cưới là
đàng hoàng à. Đó trời ơi, thấy chưa? Chịu liền, chịu cưới tôi cho anh Mạnh liền. Dâu tôi chịu nè. Trời ơi. Dạ. Ngắt cái thằng Mạnh nó chết rồi. Thằng Mạnh giỡn má bảy là cây hai trời ơi tiểu lâm lắm giỡn trong vui sớm giỡn à vui lắm má bảy giỡn hoài hai bà đâu mẹ con tao chết mà tự nhiên xúm nhau một đám đứng cười ha há vậy là sao hả cái gì không viên dùng gì hết trơn vậy gái lứa gì kỳ cục vậy ủa là sao cái gì hồi nãy mới nói xong ờ đó đó trời. Má ơi có sao? Phải có phải là con trời tại tôi sao vậy tại sao má ơi tại con bỏ đi cho nên anh Mạnh anh suy nghĩ bồng bột anh uống thuốc anh tự giận không má bảy tự giận đâu bình bình trời vậy là lại là con xin lỗi má bảy tâm bệnh rồi anh nhớ cái anh ăn được anh nhớ mà không có liên quan gì tới mày hết á chứ anh nhớ con cho nên anh nó bị bệnh bệnh gì nó bệnh ớt nó chết bệnh trời ơi à đi bắt ớt là chích điện nó chết đó trời quá trời ơi trời ơi nghĩ mà tức hồi đó kêu đi bắt bóng bắt bd đi không bắt đúng bắt ớt chứ chỗ chết vậy à bd vui nó chịu ôi tụi bay nói gì cái này người ta kỳ cái chữ đó lắm cho nên nó bệnh hết đó. Ủa vậy chứ cái gì vậy anh gì nhấp nhép vậy anh bị cái gì nó bị sida nữa chứ sida má bảy nói lại lần nữa anh Mạnh anh bị gì má bảy bị sida nó chết không có được vậy có được gì dù sao cũng chị em trời không có được đâu không có buồn nghe lời tôi theo tôi về Sài Gòn tôi dẫn bà đi khám bây giờ cái bệnh này á dễ lắm mỗi ngày một viên thuốc thôi không ai kỳ thị bà đâu thương mấy bà nữa không có kỳ thị bả nghe không tôi cảm ơn bà Nín coi có bị tôi bị mấy bà bị làm gì lá làng vậy đánh giang cho tôi đi nè người ta giận rồi kìa dạ cô bảy gì mình bình tĩnh lại cái con ta bệnh chết mà làm giọng thì ghét không im ơi dạ cô bảy mày mới sinh làm dâu tao kêu tao má giờ kêu tao cô má cái gì mà má có đẻ con ra đâu mà má con với anh Mạnh chỉ là hai thằng bạn đi thuộc cái gia chung hồi xưa thôi con với anh làm cái gì mà có tình cảm gì hai thằng đàn ông với nhau mà rồi, làm sao mà yêu nhau được bảy nghe con giải thích nè thiệt tình á con biết má này xạo má này là tào lao lúc nào cũng nổ hết á nên tụi con giả bộ giỡn vậy giỡn vui không có cố ý giỡn thấy không có vui thôi con với lẹ ảnh không có gì trơn nha thiệt sự nha cô bảy về mà có đốt nhang cho anh Mạnh á đừng nói dù con về quê nha lỡ ảnh nhớ ảnh ghé con không biết nói gì luôn á sợ con quỷ này cô bảy okay, đồn nói nghe nè con có cái chuyện quan trọng lắm muốn hỏi cô bảy nè chuyện gì nữa con muốn tìm người kiếm ai chị anh á con chị là chị anh là anh mà kiếm chị anh chị gì trời đây trời bả là chị nhưng mà tên anh mà cái gì anh Hà Kiều Anh ừ mới thấy hôm đó thấy chưa tôi nói mà tôi hỏi đúng người đúng người luôn gặp bả ở đâu vậy ở trên truyền hình đó đóng phim cho anh đó trời ơi dạ thưa cô bảy cái đó là diễn viên Hà Kiều Anh con này con kiếm bà Hà Kiều Anh cái nhân dạng giống tụi con vậy nè à mày kiếm con anh bóng á hả trời đất ơi câu này không kỳ thị nhiều hết á không đau có kỳ thị chút nào nè. Hết á không có ở dưới này người ta có kêu nó cái gì nè con gái giả gì đó trời ơi giẫm cái câu này hơn câu nãy nè ôi má bà ơi chửi nguyên lũ luôn đó hỏi đặng cho biết đứa nào thôi chứ mà anh thì bà đó đó thôi giờ tụi bay đừng kiếm nó sao vậy kiếm nó sao bây giờ khó gặp nó lắm nó bí hiểm nó đi mây về gió dữ lắm mà chết theo anh Mạnh luôn á mày nói bậy má nó chửi vô mặt mày bây giờ chết đâu mà chết trù éo con ta mày ủa vậy chứ sao đi mây về gió trời ơi tao nói là nó giận cái xóm này nó đi rồi giận
Không nghe. Cái này con phải nói nha. Chứ chị Anh là con biết bà kỹ lắm á, thiệt á. Trời ơi, bà dễ thương, bà hiền nè. Bà chuyên ra đây làm từ thiện nè, đi phóng sanh nè, đi chùa, đi chiền nè. Đó. Sự việc xảy ra từ cái vụ phóng sanh của nó đó. Vì nó phóng sanh mà nguyên một cái xóm này thấy đều muốn phóng dao. Trời ơi, gì vậy? Nó đâu có phóng sanh bình thường như người ta. Người ta phóng cá, phóng bơ, đồ này nọ. À, nó phóng rắn. Trời ơi, mà nó xuyên phóng lắm. Một tháng nó phóng hai lần. Trời đất ơi, nó phóng giết ta nói ruộng đồng ha. Trời ơi. Gì ta nói lên khên rắn không. Còn tao nè ha. Tao nè, nó phóng xanh một cái ha là tao bỏ cơm một tháng trời luôn. Trời, sao vậy? Sao vậy cô Bảy? Cô Bảy? Bỏ cơm một tháng rồi cô Bảy ăn gì? Ăn rắn. Trời ơi. Chứ tao hỏi mày bây giờ nó bò lên khên nó không bắt ăn bớt đi chứ để nó bò lên gọn vậy hả? Cái kia gì? Trời ơi, có gì đâu sợ. Nè, nói nghe nè. Nói gì thì nói, tụi bay cũng con cháu không à. Về đây chơi, rồi cái vài chừng nào mà có mắt trở lên á, ghé nhà Bảy ha. Rồi Bảy cho con đứa vài ký khô vậy. Trời ơi, dạ cảm ơn Bảy nha. Đồ quá, phải khô lắm luôn á. Khô rắn luôn. Khô rắn luôn. Bà không bị gì, nó nhiều quá, ăn không có hết, rồi xẻ khô, rồi ướp muối, rồi coi lên. Dạ, Bảy ơi. Dạ, Bảy ơi, bị dùng đi. Bị mình đi bà. Dạ, con giảm cân. Cảm ơn hả? Dạ. Vậy thôi bữa nay chiều ghé ngang nhà ta, tao kéo cá vô cho ăn. Đó này, chưa chỉ luôn. À quên, nó chưa chỉ luôn hả? Chưa chỉ bà anh, bà đâu luôn. Bây giờ mày kiếm con Ảnh ha, mày đi vô trong miệt trong á. Đi vô trong miệt trong á. Trong. Ờ, mày đi tới cái khúc nào mà mày thấy rắn bò nhiều nhiều là mày thấy tới nó rồi đó. Trời, cô Bảy ơi, nói vậy sao mà dám đi cô Bảy? Có gì đâu, vô trọng kêu bà anh rắn là nó ra hả? Trời ơi, là trời. Rồi vậy thôi rồi. Đi rồi, chiều mới chiều gì ghé nhà Bảy đi rồi Bảy kéo cái vồ lên cho ăn nha. Dạ. Mấy đứa có đi về chảnh thẻ nha. Dạ. Về chảnh thẻ nha Tèo. Bảy. Cô Bảy ơi, trời ơi, con với anh Mạnh không có gì hết trơn nha. Anh em không có yêu đương gì hết trơn. Trời ơi, ông yêu đương nha. Đúng rồi, không có yêu đâu. Anh Tèo, dạ con không có yêu anh Mạnh. Đúng rồi đó. Kiều không chết tại vậy. Kiều không chịu chọn tên chọn nghĩa. Cô Tèo. Sai. Cái gì vậy má? Sai hết, người ta đẹp gì mà cô Tèo gì. Cô Tèo đen. Nghe nè, bớt cái miệng lại nổ quá. Trời ơi. Mấy bà tin tôi lên gối nhà không? Đến gì? Hả? Trời ơi. Tôi gặp bà Bảy rồi biết bà nổi tới chừng nào. Giờ đi nữa không? Đi chứ. Tôi biết bà Hà Kiều Anh ở đâu rồi. Biết cái gì? Má này hay nè, má này hay. Cái gì? Bà Hà Kiều Anh đang ở trên Linh Xà Đảo. Không. Bà tưởng Phi Kiếm Hiệp hả má? Trời ơi. Bà bớt cái miệng bà lợi đi. Bị đêm mập mà còn bị chuyện nữa. Linh Xà Đảo gì thấy mày giống lắm mày đó. Giống gì vậy? Đầu mày giống Tạ Tốn á. Tạ Tốn? Cái đầu tôi từ Tốn gì vậy? Từ Tốn giả cái giờ lo đi kìa. Chửi rắn. Ở đâu ta? Nè, cái cây này nè. Cây nè. Cái bụi tre nè. Đúng không? Phải nhà này không vậy? Thù. Cái gì? Bà có chắc là cái nhà này không vậy bà nội? Trời ơi, mấy người trong xóm này người ta chỉ là cái nhà này nè má ơi. Ê, nói nghe nè, cái nhà nhìn giống nhà quan chết chủ quá vậy. Không, giống cái chuồng heo hơn. Ê chị ơi, sao khói quá trời vậy? Từ từ. Có khi nào nó cháy ở bên trong không? Không mày. Cửa nhà không đóng. Trời, bà rảnh quá. Trời ơi. Quỷ. Hết hồn. Hết chỗ mày leo vô hay gì? Hồn mới giết mày điên hả? Trời ơi, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái cửa. Dậy. Kìa dậy con, kìa dậy luôn. Nhanh lên. Ờ, có cái gì đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê! Shhh! Để coi cái... Không biết có cái gì mà nó làm cái gì nó xỉu hoài kìa. Có cái gì đâu mà mấy đứa phải sầm. Có gì đâu nè. Khoan.
nghe cái giọng sao quen quá ta. Là người hay ma vậy? Tao nè. Trời ơi, bà nội ơi, bà chị của tôi, bà làm cái gì mà làm như ma như quỷ vậy? Tóc tai thì bù xù. 3 tháng mới gọi đầu một lần, chưa có cột tóc lên kịp máy bay tới đó. Má ơi, má còn lại má ha. Bà hết chuyện, bà mặc nguyên bộ đồ màu trắng của bà nè nè, cái trời ơi, bà đứng lên đây bà lướt, bà kéo qua kéo lại chi vậy? Tao nét đang cho ăn trộm, nó đừng có vô nó ăn trộm biết không? Trời ơi, nhà chị nhiều đồ quá he. Nhiều đồ phải rồi. Trời trời trời. Ôi trời đất ơi. Ui, coi đó đó đó. Từ 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 từ, không em nhẹ lắm, em nhẹ lắm. Từ 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 từ. Nó coi coi làm vậy đó chỉ cho cực không? Có cực thân mình không? Thôi, đâu có rồi ra đau không chị? Đau không, đau không? Nó cũng không đau gì mấy, mà nó hơi đau đau. Trời ơi, bà nói cái gì vậy trời? Bởi vậy người ta nói hay là bình thường không có chịu. Mày đặt hai làm lú, đứng lên cái máng trượt tới trượt lui, té xem xíu gãy cổ chết tại chỗ rồi thấy chưa? Đó, câu chuyện nó là vậy đó. Nói chị nghe nè, tụi em giờ cũng hết cách rồi đó. Chứ giờ chị nghĩ coi, BD bóng gió mà giờ sao đá banh? Trời hả? Ơi, đá đường nào? Không có biết cái gì để làm luôn. Cho nên là mới xuống đây để hy vọng là chị giúp đỡ tụi em dài đường, tụi em binh đỡ. Thôi mà tôi có biết gì đá banh đá bóng gì ở đây mà xuống cầu cứu gì mà căng. Ôi chị ơi, chị giấu nghề làm cái gì? Chị em mình với nhau đã nói không biết mà. Rồi, không biết phải không? Đợi một chút đi. Nè, nè, nhìn đi biết không? Ai đây? Ai đây? Nhìn coi ai đây nè nè. Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy? Trời ơi, cộng này nằm ở ngoài nha, chịu quậm nó liền đó. Thôi mà, tối ngày cứ sủ tôi hoài đi. Hả, nhìn ra ai không? Trời ơi, đây nè ha. Chụp ảnh hồi đó em mê lắm. Nó đã banh đó, em nhào vô em xin chụp chung. Giờ giấu nghề. Chi vậy trời? Tại nó không có biết đá banh đá bấm mà cứ... Nè, tự cầm tự coi, tự ngắm mình đi. Thôi không có biết. Không biết thôi. Thôi em xin lỗi chị nha. Không phải lỗi tại em đâu. Tại của mấy con quỷ BD kia kìa. Nói mà tức cái thiệt á. Mấy cái con đó biết sao không? Mấy con BD kia kìa. Sao? Trời ơi, con nào nó cũng khen. Nó cũng nói bà Hà Kiều Anh cái gì bà cũng biết. Bà nói cái gì bà cũng chỉ hết trơn á. Nói bà tốt lắm. Biết mẹ gì đâu. Trời ơi, hỏi cái gì cũng biết. Chuyện đá banh cũng biết. Trời ơi, mai mốt nhà em mà gặp lại mấy cái con quỷ đó đó, nói em cãi, em cãi em chửi cho coi. Em nói bà không có biết cái gì hết trơn á. Trời ơi, vậy luôn thiệt. Uổng công sức mấy ngày trời, lặn lội gian nan mà xa ơi là xa luôn á. Giờ được gì đâu. Thôi thôi thôi, vô vô kêu mấy bà về chị ơi. Hai bà đứng lại. Ê, ai nói chứ không biết. Nhưng mà tôi nói trước cho nghe nè. Sao? Nếu tôi mà làm huấn luyện viên tôi cực kỳ khó, mấy bà có chịu không? Chịu. Bảy lần bảy, 49 triệu năm về trước, nữ qua bà đội đá nè, bà giá chờ nè, nhưng mà không giá được BD như thế nào. Thấy không? Thấy không? Khó lắm. Còn hàng triệu triệu gì sao tinh tú trên trời đó mới kết thành tinh hoa nhật nguyệt mới tạo thành BD như chị em tụi mình đó. Đó, thấy chưa? Nhà khoa học quá chị ơi. Đó, hay quá à. Còn cái cách gọi theo vùng miền đó, người ta gọi là BD bóng kính, bóng lộ, bóng lẹo cay. Trời ơi, trời ơi, chị chửi tụi em hoài vậy? Cái này không phải chị chữ đâu. Dạ. Để mai mốt là bước ra đường người ta hỏi ở đâu BD mà ra. Từ cái đó là mình ra từ cái lỗ hổng của thời gian, hiểu không? Cái nguồn gốc luôn chị. Lỗ hổng thời gian mới có chị em mình. Trời ơi, BD mà vô cái miệng chị có nói sang lên hẳn luôn chị. Đó, đó. Trời ơi, hay quá mấy chị ơi. Giờ em mới biết luôn. Thì ra BD là cái, từ cái lỗ hổng thời gian. Hèn chi con BD nào cũng có cái lỗ hổng. BD là lỗ hổng. BD là lỗ hổng thời gian, còn cái lỗ hổng tâm hồn là em đó. Nha, em mới có cái lỗ hổng tại đó. Tại vì em thấy BD nào có lỗ miệng cũng dễ sợ hết đó chị. Cái lỗ miệng bà đầu tiên đó mày á. Cho nên đó,
mới có sự khéo léo của một người phụ nữ như chị em mình. Đó, thấy không? Hello. Đó. Cho nên chúng ta mới có một sức mạnh phi thường của một thằng đàn ông. Wow. Cho nên chúng ta phải biết tận dụng cái điều này mà thiên phú đó. Thiên phú nha. Yeah. Đó. Để áp dụng cho cái thực tiễn và cuộc sống. Pha học, kỹ thuật, nông, lâm, ngư, nghiệp. Dạ thưa cô, cháu có ý kiến. Dạ thưa cô ơi, tụi con đến đây không phải là học về kỹ thuật, cũng không phải học về công nghiệp, mà tụi con muốn học làm công công. Cho bà nội, lộn xộn vậy mà. Trời ơi, bà chưa đủ công hả? Thì học về đá banh hả? Đúng rồi cô. Thôi dẹp mẹ nghỉ luôn. Trời ơi. Ủa cô? Trời ơi, ghẹo bán chi vậy á, thiệt đó má này á. Trời ơi, giận rồi kìa. Đi rồi kìa. Biết làm sao mà hay giận như không? Sao vậy? Để thể hiện mình là bóng lão niên chức sắc á, lớn tuổi rồi khó. Trời ơi. Tánh kỳ cục dễ sợ. Trời ơi, ai dạy nè. Thôi để tôi lên tôi dạy cho. Thôi. Nông lâm ngư không biết mày có không, chứ tôi thấy nghiệp là mày có rồi đó. Thôi bà xu chắc lỗ hổng. Kìa. Ô ơi. Rồi mấy đứa có chịu cải hối ăn năn chưa? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Ừ. Dạ thưa cô, cháu có ý kiến. Có ý kiến hoài vậy trời. Ý kiến thì nói đi, ý kiến hoài. Dạ hồi nãy cháu thấy lời nói của mình không xứng đáng là một học sinh gương mẫu, nên cháu muốn xin lỗi cô. Dạ có một ý kiến cho cô ạ. Nói liền. Dạ thưa cô, xin cô hãy nói lại từ đầu để tụi cháu học hỏi ạ. Dạ đúng rồi, dạ nó nói đúng đó cô. Dạ là tụi con. Nãy giờ mình có nghe gì đâu. Rồi để cô dạy lại. 7 lần 7, 49 triệu năm về trước. 7 lần 7, 49 triệu năm về trước. 7 lần 7, 49 triệu năm về trước. Nữ hoa bánh đội đá nè, bà giá trời nè. 7 lần 7, 49 triệu năm về trước. Nữ hoa bánh đội đá nè, bà giá trời nè. 7 lần 7, 49 triệu năm về trước. 7 lần 7. Cả những bí kíp mà của tôi đã dành hết cho đoàn rồi đó. Mọi người có thắc mắc gì nữa không nè? Wow. Tuyệt vời quá chị ơi, hạnh phúc lắm luôn á chị. Dạ thật sự ra là tụi em rất là cảm ơn chị luôn á, rất là mang ơn chị, tại vì chị dạy tụi em mới biết là tiến thủ làm sao, rồi bắt đầu đá đồ này kia làm sao tụi em mới biết. Tụi em hứa nha, nếu mà thật sự thắng cái giải này á là tụi em sẽ tạc tượng chị xong rồi thờ cúng. Khoan. Rồi lỡ mình thua rồi làm sao? Đúng rồi. Thì cả đám BD bu vô khạc đầm. Trời ơi, làm gì vô lắm. Đừng có làm gì thất đức. Làm sao? Hả? Chứ giờ làm gì giờ? Thì mình vào với mình đập nát cái tượng đó, đập nát luôn cái tượng. Trời ơi. Mấy bà giỡn như chị nha, giỡn. Dạ. Nhưng mà phải nên nhớ một điều á, hãy cố gắng giành chiến thắng dễ dàng này để cho chị em BD tụi mình đó, nghe không? Đem cái số tiền đó để về giúp con nhỏ kia cho nó chữa bệnh. Dạ. Có phước gấp 100.000 lần mà cái vụ đợt chị xả gắn đó nhớ không? Dạ. Cái đợt chị xả gắn hả? Thả gắn hả? Trời ơi là trời, công an phường hả? Công an xã gì biết hết trơn à? Phước biết nhiều ai mà không biết chị? Công an quận, công an này cũng biết hết trơn á chị. Đợt sau á, chị tính phóng sanh nữa đó. Ủa? Chị định phóng sanh con gì vậy? Phóng sanh em đó, cho bớt nghiệp đó. Mày nghiệp. Chị, em nói chị nghe nè.
hay là chị đi với tụi em luôn đi, chị làm huấn luyện viên riêng cho tụi em luôn. Lỡ mà lên trận tới lúc thi đấu á tụi em quên bài rồi sao? Chị còn nhắc được đúng không? Chị ơi, chị đi theo tụi em đi, ở trên đây hả, Tết tụi em vui lắm. Trời ơi, sum họp với nhau nè, ai cũng lo lắng cho nhau hết. Chứ chị mà ở đây hoài á, ở trong rừng riết thì thành khỉ đó. Dạ thưa cô, cháu có ý kiến. Cái gì nữa? Đầu mùa tới cuối là mày ý kiến còn nhiều nhất, nói đi. Dạ thưa cô, ý kiến của cháu là giống như ý kiến của mấy chị. Không có liên quan luôn đó. Rảnh quá à. Mày bớt nói là đi cho sang. Nhưng mà bây giờ là chị có đi theo tụi em không nè? Đúng rồi. Đi theo đi chị ơi. Cái gì ở đây ai đâu chơi với chị. Chứ có chị á. Thôi. Sao vậy? Chị sẵn đồ rồi hết trơn rồi. Trời ơi. Tụi em mình đi đi nè. Dạ, kính thưa tất cả mọi người, tôi có vài lời ngắn gọn để khai mạc cuộc thi đá banh ngày hôm nay. Kính thưa tất cả mọi người, xuân hạ thu đông có 4 mùa và mùa này là mùa bóng. Bóng. Dạ, mùa bóng đá. Cho nên tôi, giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh, hân hạnh là nhà tài trợ chính cho cuộc thi hôm nay. Cuộc thi của chúng ta là một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, là một cuộc thi phải nói rất là very very bự chà bá. Và cho đến hiện nay, cuộc thi của chúng ta đã được sự quan tâm của hàng ngàn bạn trẻ và hàng trăm đội bóng trong và ngoài nước. Theo dự kiến ban đầu thì cuộc thi của chúng ta có 3 vòng loại và một vòng chung kết. Tuy nhiên, do sức nóng của cuộc thi chúng ta quá lớn nên đã thiêu mất 3 vòng loại. Và ngày hôm nay sẽ là cuộc thi chung kết và sự tham gia của hai đội. Một lần nữa, thưa quý vị, tôi, giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh, xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, trận đấu xin được phép bắt đầu. Vô nó tỉnh lại hả? Ôi. Oh!
Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bé bà một tuyệt chiêu cuối. Là gì? Là gì chị? Là gì? Là gì vậy? Gì ta? Gì vậy? Ông xã cùng gia khuê em đảo đường quá nè. Con nhỏ này nè, tập trung coi. Mệt chị quá à. Im lặng còn nữa. Sao nè? Mấy đứa tập trung nè. Dạ. Chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ. Tiếp tục. Chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ. Chết rồi. Cái gì nữa? Con Vy chết. Mệt quá, giờ này còn giỡn nữa. Để tôi đá nè. Chị ơi. Cái gì? Con mấy năm chết rồi. Chết rồi. Mày nói cái gì? Con mấy năm nó chết rồi chị ơi. Chết rồi. Bé Năm nó chết rồi. Mà cho dù nó chết, mình cũng phải đá cho hết trận này. Bảo Lôi đứng dậy. Bảo Lôi đứng dậy.
bé Năm ra đi thanh thản nha em. Thương em của chị. Tạm biệt em gái của chị. Chị nhớ mày và bé Năm ơi. Bé Năm ơi, tụi chị làm được rồi nè. Cái này chị dành tặng cho em đi bé Năm. Chị làm được rồi bé Năm ơi. Sao tụi chị làm được mà em bỏ tụi chị đi vậy bé Năm? Ủa gì vậy mấy má? Làm gì tập hợp ở đây rồi khóc bù lu bù loa vậy? Cái gì trời, cái gì bông cúc bông ơ gì vậy mấy mẹ? Cái gì vậy? Em bé Năm nó đi rồi em ơi. Ra đi đâu ra đi? Nó lên trển rồi. Đúng rồi, mẹ Năm nó sống tốt lắm. Nó lên trời là đúng rồi. Nó ăn bún bò ở trển á. Nó lên trời mà nó còn được ăn bún bò nữa. Ủa? Ủa? Lên trời mà ăn bún bò là sao má? Ai nói lên trời ăn bún bò vậy? Ý là nó đỡ rồi cho nên là bác sĩ đưa nó lên trên trển á, vô phòng hồi sức. Làm sao? Hồ Tiểu Ly. Thì em thấy cái phòng trống trơn, em có biết gì đâu. Trời ơi. Ôi, ức quá này, mày nói cái gì? Đi đâu mà không nói ai biết hết trơn vậy? Bà biết cả đoàn lo cho bà lắm không? Thì tôi khó xử lắm đúng không? Bà hiểu hả? Không phải mình tôi hiểu đâu, cả đoàn ai cũng hiểu, ai cũng thương bà hết trơn á. Bây giờ có 100 triệu, một bên là bé Năm, một bên là đoàn lô tô. Nếu bà là tôi á, bà chọn gì? Bà không chọn được phải không? Tôi cũng vậy. Tôi cũng biết bây giờ tôi phải làm sao. Bây giờ con bé Năm nó mới là quan trọng. Tại vì mẹ người mà. Nhưng mà nếu mà cứu mấy Năm thì... Thì bỏ đoàn hả? Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, đoàn bỏ một hai bữa không sao, còn con bé Năm á, bà không cứu nó là không được. Bà có biết cái đoàn lô tô đó là tâm huyết của tôi không? Nó là chén cơm manh áo của biết bao nhiêu con người. Nếu tôi cứu mấy Năm thì còn tất cả những người trong đoàn của tôi, ai cứu họ? Làm sao tôi có thể đứng nhìn những người đã đồng cam cộng khổ với tôi suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ phải chật vật để kiếm công việc mới. Rồi mấy bà mới đê nữa. Có dám về quê không? Nhưng mà bà phải cứu mấy Năm. Con
cái đồ lô tô của tôi thì sao? Bà có biết đó là để gầy dựng lên một cái đoàn lô tô là mồ hôi, nước mắt và máu nữa. Đói không có chết, nhục không có chết, nhưng mà con bé Năm thì có. Bà đừng khuyên tôi nữa, tôi có quyết định của mình rồi. Bà quyết định sao cũng được, tôi cũng ủng hộ bà. Tất cả những gì tôi muốn á, tốt cho bà, tốt cho đoàn thôi. Tết đến rồi trong tim mọi người. Em đem hoa tới đây nè. Trời đất ơi, hoa thiệt đâu không đem, Tết mà đem hoa giả. Trời ơi, mình trưng hoa giả xài được cả năm, nó mới tươi chị. Ủa, trái cây ai mua mà đẹp dữ vậy? Con Phương nè. Wow, trời ơi, ý nghĩa gì vậy chị? Nè, câu dưa đủ hồng. Câu dưa đủ hồng. À đúng rồi, tại Phương nó thâm quá. Đúng rồi, nó vừa thâm mà vừa đen nữa. Chị này à. Trời ơi, mày làm gì vậy? Cắt nè, cắt củ kiệu. Trời ơi, người ta cắt củ kiệu người ta cắt gì nè bà ơi. Còn bà cắt cái kiểu đó. Vậy sao không nói sớm bà nội? Bà để cho tôi bầm cho hết cái đống này ra luôn đi rồi bà hãy nói. Nói nghe nè, mày cắt cái kiểu đó mày đỡ tốn tiền đi thái lắm, mày cắt của mày luôn đi. Ê ơi, xu nó bị thôi tranh thủ đi mấy má, tranh thủ là bay nó dài đụng vô là vậy kỳ cục quá. Chọc nhau suốt vậy đó hả? Bà Bảo, nếp với đậu ngon quá nè, bạn sống không tôi trộn cho bà. Bà điên hả? Bề ngoài tôi giống con heo nhưng bên trong tôi vẫn là con người. Má giỡn có duyên quá à. Giỡn mà má hay cọc rồi. Không có cọc, ai mà giỡn vậy? Em nói vậy đúng không chị? Không, từ giờ chị đâu nghe gì em nói đâu. Chị đang nói chuyện với ông Phụng mà. Không, cái gì tôi xác nhận. Chị, cho em mượn cái sóng mũi chị xíu coi. Chị gì má? Để em cắt cọng dây này, sóng mũi chị y như cái dao găm vậy đó. Ok, chị cho em mượn sóng mũi của chị. Thì em cho chị mượn lại cái bụng của em đi. Để làm gì? Để chị kho thịt cho cả đoàn ăn Tết đó mà. Trời đất ơi, Tết nhất mấy má nói gì đâu không nè. Nghe nè, nóng muốn chết không chị? Vô trong lấy giùm mày mấy cây quạt coi. Rồi lấy cây quạt rồi điện đâu ghim bà nội. Bà lo quá. Lấy ra đi, ghim vô cái mặt bà Linh Anh kìa. Cái mặt bao nhiêu cái ổ phích điện không thấy hả? Nè nè nè, cái mặt chị mà có điện là chị giật em chết trước á. Mày nói chuyện kỳ cục quá. Cái mặt của người ta gì có điện, không lẽ cái mặt đụng vô cái giật cơ mày giật khó quá vậy, mày khó lắm mày. Mày khùng, lo làm gì đi. Tào lao, tào lao. Mà giờ mà nó vui. Chúc mừng năm mới nè. Mấy bay làm cái gì mà tao như là ác quỷ vậy bay? Lố rồi. Chuyện lố quá. Trời ơi chị, chị mặc đồ vậy rồi sao chị không cột tóc cho nó gọn gàng lên chị? Ở nhà đó sợ đi lên đây không kịp đang chúc Tết, cho nên là mới chưa có cột tóc nữa là bắt đầu thì chạy tới đó cho kịp giờ đó, mà mấy đứa làm lố quá. Để tóc gọn lại đây làm với em nè. Ôi văng tùm lum hết rồi nè. Mấy đứa này nó qua bên đây đi. Chị biết làm củ kiệu không? Biết. Em chỉ chị nghe. Ừ. Chị cắt đấy, chị ngồi chị đi. Chị cắt củ kiệu xong cái chị cho nó cắt luôn á. Cắt xuống. Mày làm gì? Ôi.
Ôi làm cho lẹ mấy má ơi. Ủa chị, trời ơi mái tóc xuân mượt dữ ta. Mới nghe nè, biết làm không làm vậy má? Con khùng. Trời tự nhiên chửi ta khùng mà trời. Ê, có chừng nó cạn nước nó khét đó nghe. Nó chưa kịp sôi nữa chị. Chị Bảy lanh lắm. Sao cái gì? Vô thêm. Nó nghe nè. Cảm ơn mến nha. Thiệt luôn á, năm nay mà không có mến á, chắc tụi em tan nát quá mến ơi. Cái gì xính rện vô con quỷ. Tình cảm thì nói vậy thôi. Thì có gì đâu, bây giờ á chị qua đây rồi thì cũng như là chị em trong đoàn thôi. Tôi với mấy bả cũng y chang nhau đó chứ có khác cái gì. Nhìn mấy bả vậy tôi cũng chịu đâu nổi. Trời em hả, mến mà không giang tay giúp em á, chắc đợt này cái đoàn cũng tan nát luôn rồi. Em nghĩ đâu á, em lấy cái số tiền mà em giúp mấy năm xong á, là mấy chị em là mạnh ai nó về rồi đó. Thôi đi, tự nhiên làm gì hôm nay nói chuyện xinh rệnh vậy? Thì tại vì cái tình cảm. Biết rồi, hiểu. Tôi coi mấy bà này cũng như chị em trong nhà vậy á. Tôi thương mày, tôi thương hết luôn cái đám này nữa. Thay vì bây giờ vàng chị đeo thì chị không đeo nữa, chị quăng vô tiệm cầm đồ. Rồi mai mốt á mày đi mày chuộc lại cho chị đeo, qua Tết nhớ chuộc lại cho tôi rồi nhớ đóng lại đó. Tôi không có đóng rồi bỏ, bắt tôi bỏ tiền ra đi. Biết rồi, cảm ơn mến nha. Cú kha chị Su Su. Trời ơi nè, coi nè, coi cái bình bông dạng thọ đó tôi rối vậy đó nè. Năm nay chưng bông dạng thọ để cầu cho mấy chị em bu đê trong đoàn mình được trường sinh bất tử. Khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi, hồi chiều về em cắm bông nè chị mới đi. Mới khỏe lại thì đừng có mà lao động đồ này kia mệt mỏi. Dạ, cam. Cam đi, chiều giờ làm được con mình bông nữa hả? Để lên bàn đi. Để lên bàn, lên để đưa chị Phụng. Đúng rồi đó con, để từ từ. Né né ra, không coi cái để đầu chị Phụng chị chữ nha. Bà giỡn chị. Ôi bà này thiệt luôn á. Mọi người ơi, nói nghe nè, năm nay đó nha, mình nhờ á, thứ nhất là có chị Mến nè, thứ hai là có sư phụ của mình là chế Hà Kiều Anh nè. Đó, cho nên á, tất cả những gì khó khăn hay là tất cả những gì gian khổ nhất chúng ta đều đã vượt qua. Và năm nay chị em mình tiếp tục ăn Tết với nhau đúng không nè? Rồi vậy thì chúng ta cùng chúc mừng năm mới. Rồi làm tiếp đi kìa. Anh ngủ đi. Nghe hát ca mà vui đêm nay. Ai nhai rồi những nơi say. Về yêu tiếng hát của người. Xin chúc cho mùa xuân tiền tài lộc phát muôn nơi. Xin chúc cho đầu năm gia đình hạnh phúc vui trời. Xin chúc cho thành công bay cao. Buôn bánh ông người mùa nào sao. Và xin chúc năm mới an khang. Xuân về cho nhánh mai hoa đào rực rỡ muôn phương. Xuân về cho bông hoa đông người chờ Tết vui hơn. Ta về đây đón xuân dâng chào hạnh phúc bay cao. Gặp mọi người mong sao ngày Tết vui tươi đẹp hoài. Rồi ta chúc nhau mau phát bài. Xuân về xin chúc cho muôn nhà lòng phát an khang. Luôn gặp may mắn luôn sang giàu tài đức thênh thang. Xuân về xin chúc cho bao người bị ế lâu năm. Gặp được người yêu thương rồi té nên vợ nên chồng. Và xin chúc đời mãi tươi giàu. Xuân về xin chúc cho muôn nhà lòng phát an khang. Luôn gặp may mắn